Nay sẽ giảng bài pháp có chủ đề là pháp hành giữ giới. Thì trong đạo Phật thì cái việc giữ giới được đặt lên hàng đầu, là một cái pháp quan trọng nhất trong các cái pháp mà mình cần phải thực hành đầu tiên. Và nếu như ở ngoài đời thì người ta có thể là đặt ra những cái mức độ, cái người lớn, người nhỏ, là do người ta đặt ra là cái người nào sinh trước thì cái người đấy được coi là cái người lớn hơn, cái người sinh sau thì được coi là những cái người nhỏ hơn, và cái người nhỏ phải kính trọng cái người lớn, phải tôn trọng người lớn hơn. Vậy nên là cái người nào mà ít tuổi hơn là phải tôn trọng cái người lớn tuổi hơn. Hoặc là người ta phân về chức quyền, cái người nào mà có quyền cao hơn thì cái người đấy được coi như là quan trọng. Cái người mà có những cái chức quyền thấp hơn là phải kính nể tôn trọng cái người có chức quyền cao hơn. Cũng có khi người ta sẽ phân về cái học thức, học vấn, người nào có cái trình độ, có cái học vấn cao hơn sẽ được kính trọng hơn là những cái người học vấn thấp. Tuy nhiên ở trong đạo Phật thì sẽ có cái sự phân cao thấp lại bằng cái giới đức, bằng cái giới hạnh của mỗi người khác nhau. Cái người nào mà giữ giới cao hơn thì đáng được tôn trọng, đáng được cung kính. Còn cái người mà giữ cái giới ở cái mức độ thấp hơn thì cái người đấy phải tôn trọng, cung kính những người giữ giới ở cái mức độ cao hơn. Thì đấy, vì vậy nên là Đức Phật luôn luôn đề cao cái việc giữ giới, cái việc thực hành giữ giới. Vì cái giới hạnh đấy nó làm cho một con người trở nên cao thượng hơn. Còn một cái người mà sống buông lung, phóng dật, không có theo cái khuôn khổ nề nếp, không có theo cái quy định, không có chế ngự những cái hành động ở thân khẩu ý, thì cái người như thế là những cái người hạ liệt, thấp kém. Còn cái người cao thượng là cái người sẽ có nhiều cái sự chế ngự, nhiều cái sự giữ gìn, nhiều cái sự kiểm soát về thân tâm của mình. Thì cái việc giữ giới ở đây thì giới là những cái giới luật mà Đức Phật quy định, chế định để cho một cái người đấy cần phải có cái sự kiêng chánh, những cái việc cần phải kiêng chánh, đáng phải kiêng chánh, những cái người đấy cần phải giữ gìn những cái việc đáng giữ gìn, những cái người đấy cần phải dừng lại những cái hành động có tổn hại, và những cái người đấy cần phải thực hành những cái việc những cái hành động có lợi ích. Vậy thì giới ở đây, giới có nghĩa có cái đặc tính, đó là cái sự kiểm soát, cái sự kiềm chế, cái sự thúc niệm, cái sự giữ gìn những cái hành động của thân, của khẩu, của ý. Đấy, cái người có cái sự giữ giới ấy, là cái giới có cái đặc tính như vậy, có nghĩa là cái người đấy có những cái mà mình cần phải kiểm soát những cái hành động của mình, giữ gìn những cái hành động của mình như vậy. Thì cái giới cũng có một cái chức năng, có một cái nhiệm vụ, đó là nó ngăn ngừa những tội lỗi. Thì tất cả những cái giới đấy đều là để cho mình tránh xa những cái tội lỗi, không phạm vào những cái lỗi lầm nào. Thì tùy theo cái mức độ giữ giới ở bậc thấp hay bậc cao mà mình tránh được những cái lỗi lầm ở những cái mức độ cao thấp, tùy theo cái sự giữ giới của mình. Đấy là cái chức năng, nhiệm vụ của cái việc giữ giới là thế, để ngăn ngừa cho mình không có làm những cái điều tội lỗi gì nó phát sinh ra ở những cái hành động thân khẩu ý của mình. Và giới, cái người giữ giới nó sẽ được thể hiện ra bằng những cái sự thanh tịnh, tức là cái người đấy là một cái người sống có cái sự thiện lành, hay là cái người đấy nó có thể hiện ra là một cái người không có lỗi lầm,
không có tội lỗi. Đấy là cái người, cái giới được thể hiện là không có lỗi lầm. Và cái nhân, để cái nhân gần của cái việc giữ giới, cái động cơ, cái mà nền tảng để mà mình có thể giữ giới cho được thanh tịnh, đó chính là cái sự hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nghĩa là cái tâm tàm và tâm quý. Thì một cái người mà có cái tâm biết hổ thẹn tội lỗi, khi mà có một cái lỗi lầm gì phát sinh, mình cảm thấy hổ thẹn, ghê sợ những cái điều tội lỗi đó, do cái sự tự trọng, do cái sự tôn trọng chính mình, cũng như là do có cái sự tôn trọng đến những người khác, mà mình có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ những cái tội lỗi, bởi vì mình có cái niềm tin vào những cái điều tội lỗi đấy, nó sẽ để lại những cái nghiệp bất thiện, và nó sẽ là cái nguyên nhân của những khổ đau, vì mình còn có cái niềm tin là nó có nghiệp và quả của nghiệp, cho nên là mình sẽ thận trọng giữ gìn những cái giới luật mà Đức Phật đã ban hành, hay là những cái điều mà mình đã thọ trì. Thế thì mỗi người sẽ có những cái sự thọ trì các cái giới ở những cái mức độ khác nhau. Ví dụ như là một cái người Phật tử tại gia thì khi mà đã trở về quy Tam Bảo thì cũng đi kèm với cái việc thọ trì năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói giới, không uống rượu. Đấy là một cái giới phổ thông nhất mà tất cả mọi người, ai đã là một cái người có đức tin, quy y theo cái giáo pháp của Đức Phật thì đương nhiên cũng phải thọ trì năm cái giới đó. Thì đó là nền tảng của những cái thiện nghiệp, tránh xa được những cái ác nghiệp của mình. Nhưng mà cũng có khi là cái vị người Phật tử tại gia cũng có thể thọ bát quan trai giới vào những ngày trai giới. Còn có những cái, đấy là cái mức độ của Phật tử tại gia thì thường là giữ giới như vậy, không ngũ giới, tám giới. Còn cái giới cho hàng xuất gia thì bao giờ cũng cao hơn là cái giới cho hàng tại gia. Ví dụ như là một cái người mới bắt đầu vào tu tập thọ sa di là sẽ giữ 10 giới. Thì cái giữ 10 giới thì thực ra thì cũng chỉ nhiều hơn cái bát quan trai giới, có một cái giới đó là không thọ nhận tiền và vàng bạc. Còn cái giới thứ 7 được chia làm hai, đó là không trang điểm và không múa hát, xem nghe múa hát. Ở bát quan trai giới thì hai cái giới đấy gộp là một. Còn ở sa di thập giới thì cái giới được phân chia làm hai. Thì ở cái người xuất gia là cái người sơ cơ mới bắt đầu xuất gia cũng đã phải giữ 10 giới rồi. Và cái người thọ đến cái giới cụ túc, tức là một cái vị trở thành vị tỳ kheo, thì sẽ giữ 227 giới ở cái mức độ cao hơn. Thì cái sự thọ trì giới có thấp có cao như vậy, cho nên là phân chia ra những cái người giữ giới ít hơn phải tôn trọng, phải kính trọng những cái người giữ giới nhiều hơn. Ví dụ như là nếu như mà sinh hoạt ở trong một ngôi chùa mà có cả hàng Phật tử tại gia, cả Phật tử xuất gia, thì lúc đấy thì sẽ quy định, sẽ đánh giá trên cái sự thọ trì giới để phân những cái sự cao thấp khác nhau. Ví dụ như là nếu có hàng Phật tử tại gia giữ 5 giới và 8 giới thì cái người Phật tử tại gia giữ 5 giới phải tôn trọng cái người Phật tử giữ 8 giới. Ví dụ như là khi mà đi bát, xếp hàng đi bát, đi khất thực ấy, thì lúc đấy cái người mà giữ 8 giới dù ít tuổi hơn nhưng mà người ta giữ giới nhiều hơn, người ta vẫn phải được đi trước. Cái người giữ 5 giới là phải nhường nhịn cho người ta đi sau. Cái người giữ 5 giới phải đi sau vì phải tỏ cái sự tôn trọng cái giới hạnh của cái người đó, người ta cao thượng hơn mình. Chứ không có quy định theo tuổi tác mà phải quy định theo cái giới hạnh để biết, để phân cái sự cao thấp. Nhưng mà dù người Phật tử tại gia thì giữ đến 8 giới cũng không bằng một cái người sa di, một cái người xuất gia giữ 10 giới. Tức là người ta sẽ cao hơn một bậc khi mà người ta giữ được hơn một giới, đó là giới không có thọ nhận tiền và vàng bạc. Vì vậy cho nên là một cái người mới đi xuất gia dù tuổi còn rất là trẻ, nhưng mà người ta, các hàng Phật tử tại gia dù là giữ 5 giới hay 8 giới,
vẫn phải tôn trọng, cung kính, vẫn phải có vẫn tức là vẫn phải tỏ ra cái sự tôn trọng đáng để cho cái người giữ giới ít hơn phải đảnh lễ, phải cung kính, phải cúng dường, dù cho cái vị đó còn nhỏ tuổi hơn mình. Thì cái người Phật tử tại gia vẫn phải thưa sư xưng con với cái người mà mặc dù người ta ít tuổi hơn nhưng mà người ta giữ giới cao hơn. Thì cũng như vậy, đối với các vị xuất gia mà thọ giới cụ túc thì vì cái giới đó lại nhiều hơn nữa, thì các vị đấy có cái sự thọ trì giữ gìn các cái giới cao hơn, cho nên các vị ấy lại đáng được tôn trọng, đáng được cung kính cúng dường, đáng được chắp tay, đáng được tiếp rước, nên là các vị ấy sẽ đáng được đi trước trong mọi cái hoạt động ở cái nghi lễ của đạo Phật. Vậy là luôn luôn kính trọng những cái người có giới đức. Cho nên là Đức Phật thường khuyến khích các hàng Phật tử tại gia là phải tôn trọng cung kính những cái bậc tu hành có giới đức. Những bậc có giới đức sẽ đáng được cung kính, đáng được tôn trọng như vậy. Chứ không có quan trọng là cái vị đó là lớn tuổi hay là nhỏ tuổi. Dù cho một vị có lớn tuổi, niên cao nạp trưởng, nhưng mà cái giới hạnh của vị đó thấp, vị đó không trong sạch trong sự giữ giới, vị đó hay phạm giới, tức là sống có sự buông lung phóng dật, thì cái vị đấy vẫn không nhận được cái sự tôn trọng, nhận được cái sự cung kính cúng dường. Mà cái người dù tuổi còn trẻ còn nhỏ mà cái vị đó có cái sự giữ gìn giới một cách thanh tịnh thì cái vị đó vẫn đáng được tôn trọng hơn, đáng được cung kính hơn. Thế là vì vậy nên là cái sự giữ giới càng cao thì cái vị đấy càng trở nên cao thượng. Và đó là cái pháp mà được Đức Phật luôn luôn đề cao, luôn luôn tán thán cái người mà có sự hành trì giới, giữ gìn giới luật. Thì giữ giới nó sẽ có bốn cái phương pháp để mình thực hành để mà giữ giới. Thứ nhất là giữ những cái giới bổn, những cái giới căn bản, hay là những cái giới mà do Đức Phật chế định, gọi là cái giới biệt giải thoát hay là giới bổn Patimokkha. Đấy là một cái người là giữ những cái giới mình đã thọ trì. Ví dụ như là mình thọ trì năm giới thì mình hãy giữ cho thanh tịnh năm giới, thọ trì tám giới thì giữ thanh tịnh tám giới, thọ trì mười giới thì giữ thanh tịnh mười giới, thọ trì giới tỳ kheo thì hãy giữ gìn cho thanh tịnh những cái giới tỳ kheo đó. Muốn giữ gìn cho nó được thanh tịnh thì mình luôn luôn phải có cái chánh niệm tỉnh giác để mà giữ gìn. Vậy mà giữ giới đó là giữ những cái giới mình đã thọ trì. Thứ hai nữa là giữ giới bằng cái sự chánh niệm, hay là giữ giới bằng cái sự thu thúc lục căn. Cái người mà có luôn luôn có cái sự thu thúc thì cái người đấy cũng là một cái sự giữ giới. Hay là giữ giới bằng cái sự nuôi mạng thanh tịnh, một cái người mà sống mà nuôi thân mạng của mình bằng những cái bằng đúng pháp, không nuôi cái thân mạng của mình bằng những cái phi pháp, thì cái người đấy cũng được gọi là giới cao thượng thanh tịnh. Và một cái người thọ trì giới nữa là giới do sự quán tưởng các cái vật dụng mà mình sử dụng hàng ngày. Đấy, vậy là có bốn cái phương pháp cần phải giữ gìn, cần phải giữ giới như vậy. Thì cái giữ giới thứ nhất là mình là thọ trì những cái giới mà mình giữ gìn, kiêng tránh những cái điều lỗi lầm mà mình thọ trì, hay là mình thực hành những cái giới mà mình đã thọ trì, thì nó sẽ có hai cái loại đó. Một là chỉ trì, hai là cái giới mà tác trì. Tức là có những cái giới mình đã thọ trì, tức là mình phải dừng lại những cái hành động mà lỗi lầm, có lỗi lầm. Ví dụ như là trước đến giờ mình sát sinh, thì sát sinh là gây ra cái sự lỗi lầm, gây đau khổ cho những chúng sinh khác, tạo ra những cái bất thiện nghiệp, trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì những cái pháp đấy là những cái pháp chỉ trì, phải dừng lại, không được hành nữa. Và giữ giới nó cũng có cái cách đó là tác trì, có những cái mà mình nên làm, tức là có những cái mình phải dừng lại, không được làm, còn có những cái việc mà mình nên làm, tác trì. Thì ví dụ như là mặc dù mình giữ cái giới mình không sát sinh, nhưng mà đôi khi mình nhìn thấy một cái con chúng sinh nào đấy đang gặp hoạn nạn nguy hiểm, tổn hại đến thân mạng, thì lúc đấy mình trong cái sự khả năng của mình có thể cứu độ, cứu giúp,
mình có thể cứu nguy cho những cái chúng sinh đấy thì mình cũng phải nên làm. Chứ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng tôi chỉ giữ giới là tôi không sát hại ai, còn tôi không có cái nhiệm vụ là về cứu độ ai, thì đôi mà mặc dù cái điều đó mà mình có thể làm được thì mình cũng nên làm, tức là giữ giới tránh những cái việc ác, nhưng mình cũng nên làm những cái việc thiện, đó gọi là tác chỉ, như là mình không có lấy trộm của ai. Nhưng mà nếu như mình có khả năng, mình có thể giúp cho người khác được, như làm việc bố thí, thì mình cũng nên làm. Thì đó là có những cái giới nó có chỉ trì và tác trì, hay là như giới bát quan trai là những cái giới mình cũng nên thọ trì thêm để cho nó tăng thượng cái giới lên. Hay là những cái giới của tỳ kheo hay là giới của người xuất gia cũng thế. Có những cái giới chỉ trì, tức là những cái giới quy định là không được làm, không được hành dâm là cái giới quan trọng nhất, không được giết người, không có được ăn trộm cắp, không có được nói dối về những cái pháp thượng nhân. Nếu như mình không có, mình không được nói là có, thì đó là những cái giới quan trọng nhất mình cần phải giữ gìn, chỉ trì, tuyệt đối giữ gìn, không được vi phạm. Và tất cả những cái giới khác cũng thế, nhưng mà cũng có những cái giới gọi là tác chỉ. Ví dụ như là có những cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Ví dụ như là cái người xuất gia phải có trách nhiệm, như là đệ tử phải có trách nhiệm đối với các vị thầy, phải làm cái bổn phận của mình. Đó là cái giới tác chỉ. Thì mặc dù là có những cái người đi xuất gia không phải làm cái bổn phận đó, nếu như cái vị thầy đó không có yêu cầu, hoặc là đôi khi có những vị thầy có nhiều đệ tử, có những cái người thị giả riêng, nhưng mà đó cũng là cái giới tác chỉ, là cái giới nên làm. Hay là những cái bổn phận đối với cái chú xứ đấy, cái bổn phận đối với đại tăng chúng, có những cái bổn phận trách nhiệm như thế mình cần phải làm, bổn phận đối với của vị thầy đối với đệ tử, thì có rất là nhiều những cái bổn phận khác mà là gọi là những cái giới tác chỉ. Đó là những cái giới phải nên làm. Ngoài những cái mà mình cần phải dừng lại, còn có những cái mà mình cần phải tích cực làm nữa. Đấy là tránh việc ác, đấy là gọi là chỉ, nên làm thêm những việc thiện nữa thì gọi là tác chỉ. Thì đấy là những cái sự giữ gìn giới bổn như vậy. Thì mình muốn cho cái việc giữ giới ấy nó được thanh tịnh, mình phải có cái sự tưởng niệm, có cái sự chánh niệm, có cái sự ghi nhận. Ví dụ như là một cái người mình giữ năm giới hay tám giới thì mình luôn luôn phải tưởng niệm đến các giới, các giới mà ta đang thọ trì không có bị đứt, không có bị nủng, không có bị nốm đốm, không có bị vụn nát, không bị nhiễm ô, và mình phải giữ gìn như thế, đừng để cho nó bị đứt giới. Ví dụ như là mình thọ giới mà mình phạm một giới đầu, giới cuối thì gọi là đứt giới. Mình phạm một trong những cái giới mình đã thọ trì làm cho bị thủng giới. Mình phạm những cái giới cách quãng nhau thì nó là giới bị nốm đốm. Hay là mình phạm hai giới liền nhau thì là giới nó bị rách, giới nó bị vụn nát. Thì hoặc là mình không phạm giới nhưng mà mình có cái sự ô nhiễm về giới. Mình không có phạm hoàn toàn nhưng mà mình có phạm một cái nỗi, những cái một phần nhỏ trong cái giới đấy, thì nó cũng làm cho cái giới bị ô nhiễm. Mình phải giữ gìn cho cái giới nó thanh tịnh. Khi mà mình đã thọ trì thì đấy là một trong những cái cách mà mình giữ giới. Mình cần phải tưởng niệm, mình cần phải duy trì, mình cần phải giữ gìn như vậy. Thế thì cái mục đích mà mình giữ giới là để làm cái gì thì mỗi người có những cái mục đích khác nhau. Như trong Đức Phật, trong khi mà Ngài ban hành cái giới luật, đó là 20 năm đầu Đức Phật không cần ban hành giới luật, vì lúc đấy các cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đều là những bậc thánh tăng, và có một cái đời sống thánh thiện cao thượng rồi, nên Đức Phật không cần chế ra giới luật. Nhưng sau đó cái tăng đoàn lớn lên, mạnh lên, hưng thịnh lên, và có nhiều những cái người xấu cũng bắt đầu xuất hiện ở trong tăng đoàn và làm những cái việc xấu, cho nên lúc đấy Đức Phật mới cần chế ra giới, giới luật mới được ban hành về sau này. Thì cái mục đích của Đức Phật chế ra giới đó là để cho chúng đệ tử của Ngài được tốt đẹp,
Tức là nếu như mà một cái người mà sống mà không có cái sự giữ gìn chế ngự, mà sống buông lung phóng dật, sống thoải mái, thì cũng giống như là một cái người phàm tục, không có khác nhau, không có cái sự tốt đẹp cao thượng. Cho nên là Đức Phật giữ chế ra cái giới đấy, làm cho một cái người có cái giới hạnh thì trở nên cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Đức Phật chế ra giới đấy vì để cho những cái người giữ gìn giới thì sẽ có cái đời sống an lạc. Đó là cái người mà sống phóng túng, năng xăng thì cái người đấy sẽ luôn có cái sự bất an. Thì cái người có giữ giới thì được an lạc. Nên Đức Phật chế giới để cho cái người được an lạc và để đối trị hay là điều phục những cái người khó điều phục, những cái người mà bất thiện, hay là những cái để mà chế ngự, để điều phục những cái người mà người ta sống không có tổ chức, không theo quy định, thì đấy là để điều phục những cái người khó điều phục và để cho những cái người có giới hạnh được an lành. Nếu như mà không trong một cái môi trường ấy mà không có những cái luật lệ, không có những cái giới luật, không có những cái nội quy quy định, thì có những cái người mà người ta sống vô tổ chức, vô kỷ luật, người ta sống ở đấy, người ta sẽ quấy nhiễu những cái người lành, những người hiền thiện. Vậy cho nên là để cho những cái người hiền thiện được sống an lành, nên là Đức Phật vì vậy nên lại chế ra các cái giới luật, và để làm dứt những cái phiền não ở trong hiện tại. Tức là những cái người mà sống phóng dật thì sẽ sinh ra rất nhiều phiền não, không có giới hạnh thì sẽ tạo ra rất là nhiều những cái nỗi lầm và sinh ra những cái phiền não ở hiện tại và những phiền não ở tương lai. Những người ấy tạo ra ác nghiệp thì trong tương lai họ sẽ gặp rất là nhiều điều đau khổ và người ta sẽ phiền não nhiều. Thì đấy là để tránh những phiền não ở hiện tại, tránh những phiền não ở tương lai. Và cũng còn có một cái mục đích nữa, đó là để khởi lên cái niềm tin ở những người chưa có niềm tin. Cái người khác, người ta nhìn những người đệ tử của Đức Phật, những cái người tu tập, thì người ta thấy đây là những cái người sống có cái sự chế ngự, có cái tức là sống trong một cái khuôn khổ, sống một cái đời sống thiện hạnh, thì người ta có cái niềm tin, hay là để tăng trưởng niềm tin của những người mà đã có niềm tin, hoặc những người đã có niềm tin rồi, người ta trở nên tăng trưởng hơn. Người ta thấy những cái người tu tập ở cái mức độ càng cao thì người ta có những cái sự giới hạnh càng cao thượng, nên là người ta tăng trưởng cái niềm tin như vậy. Và để cho giáo pháp được tồn tại lâu dài, nếu như mà giáo pháp của Đức Phật ngày nào giới luật còn thì Phật pháp còn, ngày nào giới luật không còn thì Phật pháp cũng không còn. Vậy ngày nào mà các cái hàng Phật tử tại gia và xuất gia đệ tử của Đức Phật còn thọ trì giới luật, còn giữ gìn giới luật, thì cái ngày đấy giáo pháp sẽ còn tồn tại. Còn ngày nào mà những người Phật tử tại gia và xuất gia của Đức Phật không còn thọ trì giới nữa, coi thường giới, bỏ bớt những cái giới, rồi dần dần sẽ phạm vào những cái giới nhỏ rồi đến những cái giới lớn, thì lúc đấy giáo pháp sẽ bị mai một, sẽ bị suy tàn, tức là không còn, đạo Phật sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Phật tồn tại trên thế gian là cái ngày mà giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Thì vậy nên là để cho Phật pháp, để cho chánh pháp, cho giáo pháp được tồn tại lâu dài thì cần phải thọ trì và giữ gìn giới luật, và cũng là để cho cái giới luật được lưu hành, được thi hành thì cần phải thọ trì giới luật. Đó là cái mục đích mà Đức Phật chế ra giới luật. Còn cái người mà thọ trì giới luật thì cũng có những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là có những cái người thọ trì giới luật rồi thì người ta có những cái ước nguyện, như là vì cái sự thọ trì giới luật này mà để có được những cái phước lành, có những cái phước báo ở cái cõi nhân thiên, thì cái đấy cũng là một cái mục đích. Được có người thì thọ trì giới luật để được hưởng cái phước báo ở sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là ở sinh ra ở cái cõi thế gian này, hay là trở thành những vị chư thiên ở các cõi trời.
Nhưng mà cũng có những người thọ trì giới nuột vì cái mục đích là chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử ở trong này bị nạn, thì đó cũng là một trong những cái mục đích của mỗi cái người có cái sự thọ trì giới khác nhau. Còn có những cái người mà thọ trì giới chỉ vì được khen ngợi, nghĩ rằng ta thọ trì giới này sẽ được mọi người khác kính trọng, rồi được cái sự cung kính cúng dường, thì cái sự giữ giới như vậy là hạ nhiệt nhất. Còn sự giữ giới để được hưởng phước báo thì nó cũng ở cái mức bình thường. Còn cái sự giữ giới cao thượng nhất đó là giữ giới để làm nền tảng, để thực hành giới định tuệ, để chứng đắc niết bàn, thì đó mới là cái sự giữ giới cao thượng nhất, mà đó cũng gọi là giữ giới ba la mật. Giữ giới ba la mật là khi mà cái vị đó phát tâm thọ trì giới, giữ gìn giới để hướng đến cái sự chứng đắc niết bàn, thì đó cũng là trì giới ba la mật. Thì cái mức độ thọ trì giới của mỗi người cũng có cái sự mức độ khác nhau. Có người thọ trì giới ở mức bậc thường, bậc trung, bậc thượng vậy. Có những người mà thọ trì giới nhưng nếu vị đó nghĩ rằng thọ trì giới mà được cái lợi ích hoài thì cái sự thọ trì giới như vậy là không tốt. Hay là có những người người ta thọ trì giới, người ta nghĩ rằng là dù có tổn hại đến những cái tài sản, đến cái sự thu nhập, đến những cái lợi ích về vật chất ở hiện tại này, ta cũng cố gắng giữ giới. Ví dụ như là trước kia mình không giữ giới thì mình có thể sát sinh, thì từ cái sát sinh mình tạo ra nhiều cái lợi ích tài sản trước mắt, hay là làm những cái việc phi pháp khác nó tạo ra cái lợi ích ở trước mắt. Nhưng bây giờ mình giữ gìn những cái giới đấy rồi thì nó có thể là mình sẽ bị thiệt hại những cái lợi ích ở trước mắt đấy đi. Và cái người giữ giới chấp nhận cái điều đó, thì đó là giữ giới ở cái mức độ bậc thường nhất. Có những cái người thì sẽ có cái tinh thần giữ giới là dù mình có bị tổn hại đến cái sức khỏe, hay là dù có bị tổn hại đến cái thân thể này, hay bị đau thương đến cái thân thể này, mình cũng quyết định giữ giới. Thì đấy là giữ giới ở cái mức độ bậc trung. Hay là có những cái người quyết tâm giữ giới ở cái mức bậc thượng, là dù ta có chết ta cũng sẽ giữ giới, không có phạm giới. Thì đó là giữ giới ở cái mức độ cao nhất. Thì có những người đã thực hành được cái sự giữ giới như vậy ở cái mức bậc thường, bậc trung và bậc thượng khác nhau. Như là có cái câu chuyện nói rằng trước có một cái vị gia chủ, khi mà vị đấy đi đến chùa để thọ bát quan trai giới, sau khi thọ giới trên đường đi về, vị ấy bị con chăn nó tấn công, nó cuốn, nó xiết và nó định nó nuốt chửng vị đó. Thì trong người vị đó có con dao, vị đó nghĩ rằng đấy, bây giờ mình dùng con dao này mình có thể sẽ giết được con chăn này, và mình sẽ sống sót, mình sẽ tránh được cái sự cái đến nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà sau đó vị đó nghĩ lại là ta vừa mới thọ trì giới là không sát sinh, thọ trì cái mắt quan trai giới này, nếu bây giờ ta mà làm điều đó thì ta sẽ phạm giới. Và trong cái sự đắn đo như vậy, trong cái sự có cái sự tính toán suy xét, thì vị đó đã quyết định là mình sẽ giữ giới, thà bỏ thân mạng chứ không phạm. Thì đó là cái vị đó thành tựu được cái mức gọi là giữ giới ở cái mức bậc thượng. Và khi vị đó đã quyết định là buông xuôi, không tấn công con chăn đó, thì con chăn đó cũng đã buông bỏ và không tấn công vị đó nữa. Thì vị đó là trường hợp đấy, thì vị đó sống sót, nhưng vị đó cũng đã thành tựu được cái sự giữ giới ở mức bậc thượng, đó là thà chết không phạm giới. Thế thì ở Tích Nan xưa kia cũng có nhiều vị tỳ kheo, mà trong cái giới tỳ kheo có cái giới là không được phá hoại thảo mộc cỏ cây. Và có nhiều cái tên cướp nó đã biết được cái giới đấy của những vị tỳ kheo đệ tử Phật, đó là sẽ không có phạm vào cái giới đó, dù là cái vị đó sẽ không có đất đứt cỏ cây. Cho nên có nhiều tên cướp nó đã bắt những vị tỳ kheo trói, dùng những cái dây neo trói ở trong rừng. Và có một vị tỳ kheo khi mà bị những tên cướp tấn công, nó dùng dây neo nó bắt như vậy. Vị đấy đã suốt 7 ngày 7 đêm thì nó đã ngồi trong một cái tư thế bất động, tức là không có dám dùng cái sức vùng vẫy, vì khi vùng vẫy sẽ bị đứt cây. Và vị đó cứ ngồi đấy thực hành thiền quán cho đến ngày thứ 7 thì vị đó chứng được quả bất na. Và vị đó đã chết trong cái tư thế bị trói như thế mà sinh về cõi Phạm Thiên. Thì đấy cũng là một cái trường hợp là giữ giới thà chết mà không phạm giới.
Cũng có một trường hợp có một vị tỳ kheo khác thì bị cái đám cướp nó bắt, nó cũng trói ở trong rừng như vậy. Rồi sau đó có một cái trận cháy rừng nó đã cháy đến sát vị đấy, nhưng mà vị đó vẫn quyết tâm không rứt đứt cái cỏ cây đó. Thì vị đó cứ đứng và thực hành thiền quán và vị đó chứng quả A-la-hán, bởi vì đó đã chết trong cái sự giữ giới đấy. Thì đó là giữ giới ở cái mức bậc thượng, thà chết mà không phạm giới. Thì cái sự giữ giới thì nó có nhiều cái mức độ như vậy, cao thấp khác nhau, còn tùy theo của mỗi người. Nên như là cái sự giữ giới giống như là một cái người, giống như một cái con chim cà cưởng mà nó sẵn sàng liều chết để bảo vệ trứng. Hay là sự giữ giới được ví như là một cái con bò Kamari, một cái con bò của Tây Tạng, nó liều chết để bảo vệ cái đuôi. Nếu như cái con bò đó nó đang đi ăn mà nó bị kẹt cái đuôi ở trong một cái hốc đá, hang đá, khe đá, thì nó sẽ đứng đấy và nó chấp nhận cái chết, chứ nó không có làm cho tổn hại đến cái đuôi. Cũng như vậy, có những cái người mà giữ giới với cái tinh thần là thà chết mà không phạm giới, thì đó là cái sự giữ giới ở cái mức độ cao thượng nhất. Thì cái sự giữ giới nó, cái người mà giữ giới cũng có khi nó sẽ dự vào cái sự bị suy thoái. Có những cái lúc nếu như cái vị đó không khéo, giới nó sẽ đi vào cái sự thối loạn, suy thoái. Tức là lúc đầu vị đó có thể giữ giới một cách rất là thanh tịnh, nhưng mà sau đó vị đó có thể sẽ dần dần bị suy thoái cái việc giữ giới đó. Giữ giới có thể là nó sẽ ở cái mức độ tù đọng, nhưng mà giữ giới cũng có thể nó ở cái mức độ tăng tiến. Giữ giới ở cái sự mà nó sẽ bị suy thoái về sự giữ giới. Nếu như một cái người đấy giữ giới mà vị đó không sống ở trong một cái môi trường phù hợp, một cái môi trường thanh tịnh. Ví dụ như là cái vị đó giữ giới tốt khi mà vị đó sống trong một cái môi trường thanh tịnh, an lạc. Ví dụ như là vị đó sống ở những cái nơi thiền viện, ở những cái nơi có cái môi trường tu tập tốt, thì vị đó rất là thanh tịnh, vị đó giữ giới tốt. Nhưng mà khi ra khỏi cái môi trường đấy, vị đó đến một cái môi trường có nhiều cái ác pháp, có nhiều cái sự ô nhiễm, vị đó thân cận với lại những cái người bất thiện, thân cận với những người có tà kiến, thân cận với những, và vị đó bị danh vọng lợi dưỡng chi phối, nên là vị đó sẽ bị những cái ngoại cảnh, sự cám dỗ của các cái dục lạc ở bên ngoài, thì cái vị đó dần dần lại bị suy thoái, bị suy thoái về cái sự giảm, về cái sự giữ giới. Vì vậy cho nên là với một cái người mới thực hành giữ giới chưa đạt đến cái sự là vô học giới uẩn, tức là đến một cái bậc mà còn thành tựu được vô học giới uẩn, tức là một cái bậc đã chứng đến thánh quả rồi ấy, thì vị đó ở đâu vị đó vẫn giữ được giới. Còn đối với một cái người còn là phàm phu thì cái sự giữ giới có thể thanh tịnh khi vị đó sống ở trong môi trường thanh tịnh, và vị đó sẽ bị thối giảm khi mà vị đó đến một cái môi trường ô nhiễm. Vì vậy cho nên là cái người mới giữ giới chớ có tự hào, chớ có tự mãn, chớ có chủ quan. Thì mình chỉ cần ra khỏi cái môi trường thanh tịnh thôi là mình sẽ bị ô nhiễm, và cái sự giữ giới dần dần nó sẽ bị mai một, mình sẽ bị thối đọa trở lại. Còn những cái sự giữ giới có thể là nó ở cái trong cái sự là mình bị tù đọng, tức là cái giữ giới ví dụ như là một cái người vị đó chỉ có thực hành giữ giới vì nó an phận như vậy, vị đó không có cái tâm cầu tiến cao hơn, tức là vị đó không hành thiền. Một cái người mà chỉ an phận với cái việc giữ giới thì cái vị đấy được gọi là giữ giới ở cái sự tù đọng, giữ giới ở cái sự đấy, vị đó chỉ thành tựu được những cái phước thiện ở dục giới, mà vị đó không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao hơn. Cho nên là một cái người mà chỉ giữ giới không, mà vị đó không hành thiền, không thực hành những cái pháp thượng nhân, thì cái vị đấy cũng là giữ giới ở cái mức độ tù đọng, cũng không cao thượng. Còn giữ giới mà giữ phần vào cái sự tăng tiến, tức là cái sự giữ giới mà có đi kèm theo với cái sự tu tập về tâm và tu tập về tuệ,
Tức là cái vị đó có sự thực hành thiền chỉ, thiền quán thì cái dưới giới của vị đó nó mới tăng trưởng. Còn cái người mà chỉ có giữ giới không thì vị đó sẽ luôn luôn bị ức chế, bởi vì những cái nhân nó sinh ra phạm giới nó là những phiền não, mà vị đó không đối trị nó, không tiêu diệt những cái phiền não đấy thì vị đó sẽ giữ giới rất là kham khổ, bởi vì những cái phiền não nó luôn luôn khởi lên và nó có thể làm cho vị đó giữ giới một cách rất là khó khăn. Còn những người mà có sự tu tập về tâm, tu tập về tuệ, có sự thực hành thiền chỉ, thiền quán thì vị đó sẽ giữ giới một cách không có khó khăn, không mệt mỏi, không phí sức, bởi vì là những cái nhân sinh ra phạm giới là những cái tâm ô nhiễm bất thiện đã được cái sự tu tập thiền chỉ, thiền quán nó đè nén, nó đoạn trừ đi. Cho nên là cái sự có sự tu tập kết hợp với giữ giới thì nó mới có được cái sự cao thượng. Đấy là cái sự giữ giới là nó phải đi kèm theo với cái sự thực hành thiền thì mới nó có cái sự kết hợp như vậy, thì cái vị đó mới thành tựu được những cái pháp mà cần phải thành tựu, mới chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vậy thì đó là những cái sự giữ gìn những cái giới mình đã thọ trì, cần phải giữ gìn một cách nghiêm túc như vậy để cho những cái giữ giới, những cái giới đấy nó không có bị đứt, giới đó nó không có bị nùng, những cái giới nó không bị lốm đốm, những cái giới nó không có bị vụn nát, để cho những cái giới mà mình thọ trì đó nó không bị nhiễm ô. Mình cần phải thường xuyên tưởng niệm như vậy, nhắc nhở như vậy, thực hành giữ giới như vậy, và thường xuyên tưởng niệm, thực hành tưởng niệm về sự giữ giới như vậy, thì cái sự giữ giới nó trở nên càng ngày nó sẽ càng vi tế hơn, cao thượng hơn. Và cái phương pháp thực hành cái sự giữ giới thứ hai đó là giữ giới bằng cái sự thu thúc các căn, thu thúc lục căn. Ví dụ như là cái vị đó giữ giới thì vị đó có cái sự thu thúc ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý đấy. Ví dụ như là vị đó có cái sự thu thúc ở nơi thân, vị đó đi đứng nằm ngồi luôn có cái sự trang nghiêm, có chánh niệm, có tỉnh ra. Đi vị đó biết mình đang đi, đứng nằm ngồi vị đó biết mình đang đứng nằm ngồi, duỗi co cúi ngước luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì đấy cũng là giữ giới. Vì đó giữ giới là phòng hộ các căn, mắt thì không có để cho nó tham đắm những cái cảnh sắc dục, tai nó không để cho nó tham đắm những cái âm thanh dục, mũi lưỡi không để cho nó tham đắm cái hương dục, vị dục, thân nó không tham đắm với xúc dục, ý không tham đắm với những cái pháp dục, thì đấy cũng là sự giữ giới, có cái sự phòng hộ. Phòng hộ các căn giống như là một cái con rùa, nó đang đi khi mà nó thấy cái sự nguy hiểm, một cái nó thụt đầu lại. Vì dù có một con sư tử tấn công một con rùa nhưng mà cũng không ăn thịt được nó, bởi vì nó có cái bộ mai dày cứng nó bảo vệ. Thì cũng như vậy, một cái người mà có cái sự phòng hộ các căn thì những cái ác pháp, những cái ô nhiễm, những cái cảnh trần nó không tấn công, nó không làm cho vị đó khởi lên ô nhiễm phiền não được, bởi vì vị đó luôn luôn có cái sự chánh niệm, biết hộ trì các căn, con mắt luôn luôn nhìn xuống không có náo niêng, tai cũng vậy không có lắng nghe những cái pháp không lắng nghe, không đáng nghe. Cũng như thế thì vị đó có cái sự hộ trì như vậy, có cái sự thu thúc ở nơi thân, có sự thu thúc ở nơi lời nói, tức là vị đó chỉ nói những cái lời liên quan đến những cái pháp giải thoát, về giới định tuệ, về thiểu dục chi túc, về viễn ni ni tham, chứ vị đó không có nói những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm thế tục, những cái câu chuyện về thời sự, thế giới chiến tranh lại thần, hay là những cái chuyện thường tình ở nhân gian, vị đó không hay nói. Thì cái sự hộ trì ở cái nơi lời nói, vị đó giữ im lặng thánh thiện, chỉ nói những gì cần thiết, và giữ gìn các căn như vậy, thì đó là cái sự giữ giới bằng cái sự hộ trì, bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì đó là cái sự giữ giới cao hơn một mức, một bậc nữa. Sự giữ giới đấy nó làm cho tâm trở nên rất là thanh tịnh, và nó làm cho cái người đó thực hành thiền rất là nhanh chóng, dễ dàng. Cái sự giữ giới hộ trì đấy rất là quan trọng đối với cái người mà có sự tu tập đang thực hành thiền chỉ, thiền quán. Thì cái sự giữ giới như vậy, có những cái tấm gương, có những bậc trưởng lão đã từng giữ giới, như là có một vị trưởng lão sống ở trong một cái hang động đã 60 năm trời, mà rồi có một cái vị trưởng lão ở nơi khác đến và nhìn lên trên cái trần của cái hang động đó,
thấy những hình ảnh của bảy đức Phật rất là đẹp, vì đó mới khen ngợi rằng là ở trên trần có bảy bức tranh của bảy vị Phật rất là đẹp. Thì cái vị trưởng lão sống ở đó mới nói là tôi sống ở đây 60 năm mà tôi không biết ở trên đó có những bức tranh Phật. Hôm nay hiển hữu nói tôi mới biết. Thì tức là có những một cái vị tỳ kheo mà có một cái giới hạnh thu thúc như vậy, tức là vị đó không bao giờ nhìn những cái gì không cần nhìn, không đáng nhìn. Và vị đó luôn luôn có cái sự nhìn xuống hay là cái sự nhận biết về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình, và vị đó không quan tâm, không ngó ngàng gì đến những ngoại cảnh xung quanh. Đó là một cái cách hộ trì các căn của vị đó được coi là tối thượng, 60 năm không có nhìn đến trần nhà. Đấy cũng là một cái cách của một cái sự giữ giới về hộ trì. Còn cũng có một cái vị tỳ kheo, thì cái vị này đi xuất gia rồi, sau đó cái người mẹ nhắn tin rằng là bà đang bị bệnh ung thư và muốn cái vị này tìm cho bà cái thuốc gì đó để chữa bệnh. Thì vị tỳ kheo này, khi mà cái người em gái đến tìm và nói như thế, thì cái vị tỳ kheo này nói rằng thực sự ta không có biết về y dược, không có biết bốc thuốc gì, nhưng ta sẽ có một cái lời phát nguyện chân thật rằng kể từ khi ta xuất gia đến nay, ta chưa bao giờ nhìn một cái người phụ nữ nào với cái tâm có ái luyến, với cái tâm có ái dục. Và nếu đây là một cái lời chân thật, nếu đúng sự thật như vậy thì cái bệnh của mẹ ta sẽ tiêu tan. Thì khi mà ngài nói phát nguyện như vậy xong, người em gái về nói lại với người mẹ, thì cái bệnh ung thư đó tiêu tan hết. Những cái thì bà đã bình phục hoàn toàn, không còn dư tàn của cái bệnh ung thư đó nữa. Đó là một cái lời nguyện chân thật. Thì cái vị tỳ kheo này thực hành cái sự hộ trì cái các căn đó bằng cái cách là vị đó vẫn không có đóng các căn, vị đó vẫn nhìn những cái cảnh vật ở bên ngoài. Nếu như khi phải tiếp xúc với những người nữ, vị đó vẫn nhìn người nữ, vị đó tiếp xúc với các ngoại cảnh, vị đó vẫn nhìn ngoại cảnh, nhưng nhìn với cái trí tuệ chánh niệm, với cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như là một cái vị đó có thể nhìn vào một cái người khác phái, nhưng mà vị đó quán rằng đó chỉ là cái túi da hôi thối, ô uế bất tịnh, chứ vị đó không có nhìn với cái tâm nói rằng đây là cái người này đẹp, người này xinh, người này khả ái, mà vị đó thấy cái sự bất tịnh, cái sự ô nhiễm, ô uế, cái sự cái của cái xác thân, nhìn vào cái sự thật. Đấy là cái sự thật của cái thân. Thì đấy cũng là một cái chánh niệm, đấy cũng là một cái hộ trì bằng cái chánh niệm tỉnh giác, hộ trì bằng cái tuệ quán, bằng cái trí tuệ phân tích như vậy. Thì vị đó cũng là một, đấy cũng là một cái cách gọi là hộ trì các căn của có những mỗi vị có những cái hộ trì khác nhau. Vì vậy cho nên là có những cái vị tu tập, vị đó luôn luôn nhìn xuống, không có nhìn láo niêng xung quanh, nhưng mà cũng có những người vị đó vẫn vẫn quan sát những cái ngoại cảnh bên ngoài, nhưng mà nếu như vị đó có cái tinh thần giữ giới, có cái chánh niệm tỉnh giác, thì cái vị đó vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Đấy là cái sự tu tập về chánh niệm tỉnh giác nó khác nhau. Có một cái vị tỳ kheo mà vị đó cũng giữ giới rất là miên mật, tức là phòng hộ các cái giới rất là nghiêm mật. Rồi đến khi mà vị đó sắp nhập niết bàn, vị đó thông báo về cái ngày nhập cái ngày viên tịch của mình. Vị đó có cái sự thông báo đó và rất nhiều người đã đến nghe vị đó viên tịch. Thì cái ngày hôm đấy các nơi mọi người kéo đến vì nghĩ rằng vị này là vị A-la-hán. Rồi lúc này một cái vị tỳ kheo thị giả mới vào, mới hỏi rằng ngài đã chứng cái pháp thượng nhân nào, tức là ngài đã chứng đến cái đạo quả như thế nào rồi, vì hôm nay nghe nói ngài viên tịch nên là mọi người ở khắp nơi đến rất là đông. Thì lúc đấy vị trưởng lão đó nói rằng này hiền hữu, thực sự ta chưa có chứng đạo quả gì hết, ta vẫn còn là một phàm nhân. Thì lúc đấy cái vị tỳ kheo thị giả mới nói rằng hôm nay mọi người đến rất đông vì nghĩ ngài là bậc A-la-hán, nếu ngài chết với cái thân phận một phàm phu thì mọi người rất là thất vọng. Thì đến lúc đấy vị trưởng lão này mới nói rằng là thật sự là ta muốn gặp Đức Phật Di Lặc, cho nên là ta đã không chủ động để chứng đắc đạo quả. Nhưng nếu mọi người đã tin tưởng ta như vậy thì ta sẽ hành thiền xem sao. Rồi lúc đấy vị đó nhắm mắt lại và thực hành thiền quán. Thì cái vị tỳ kheo thị giả vừa mới đi từ cái giường của vị đó ra đến ngoài cửa thì vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi.
tức là vị đó sẽ tu tập và chứng quả A-la-hán một cách rất là mau lẹ, rất là nhanh chóng, bởi vì cái tâm của vị đó đã rất là nhu nhuyễn, đã rất là thuần thục, đã rất là thanh tịnh rồi, nên là cái vị đó có thể chứng đắc đạo quả một cách rất dễ dàng như vậy. Thì lúc đấy cái vị tỳ kheo thị giả này mới tán thán, nói rằng đây là một sự hy hữu, vì cái sự tu tập chứng đắc của ngài như thế thật là hiếm có, khó gặp ở trên đời này. Thì cái vị tỳ kheo nói là ta còn có một cái việc còn hy hữu hơn, còn khó hơn, còn khó làm hơn. Đó là trong suốt 60 năm tu hành này, chưa có một cái hành động, một cái uy nghi nào của ta mà không có chánh niệm tỉnh giác. Từ khi mà đi xuất gia trải qua 60 năm như vậy, vì đó luôn chánh niệm tỉnh giác trên các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi như vậy, không có một cái cử chỉ gì mà không có cái sự chánh niệm đi kèm theo. Thì đó là một cái sự giữ giới, có cái sự thu thúc tối thượng, cao thượng như thế. Thì đấy được gọi là cái sự giữ giới với cái sự phòng hộ giới bổn, hay là sự phòng hộ các căn. Và cái sự giữ giới, cái phương pháp thứ ba đó là sự giữ giới là bằng cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Một cái người mà nuôi mạng không thanh tịnh, tức là người đấy sẽ làm những cái việc làm hạ nhiệt, thấp kém, có nỗi lầm, có tội lỗi để nuôi cái thân mạng này. Ví dụ như là vị đó đi sát sinh trộm cắp, hay là đà dâm, hay là dối trá, để mà có những cái vật thực để mình sử dụng hàng ngày. Thì đấy được gọi là sống bằng tà mạng. Còn cái người mà nuôi sống chánh mạng thì người ta sẽ sống bằng cái sự chân chánh. Thì cái chánh mạng của cái người tại gia và người xuất gia thì nó phải khác nhau. Người xuất gia là nuôi thân mạng bằng cái sự đi khất thực. Tức là người nào mà có cái sự đi khất thực đúng pháp, đi khất thực xin ăn hàng ngày, thì đó là cái đời sống chánh hạnh, cái đời sống chánh mạng của người xuất gia. Nhưng mà cái sự đi khất thực này nó cũng phải đúng cái pháp khất thực, tức là giống như là một con ong đi hút mật nhưng không làm tổn hại đến hoa. Cũng vậy, một cái vị tỳ kheo đi vào trong nhân gian khất thực không làm tổn hại đến những người thí chủ. Vì đó chỉ ôm bát, mắt nhìn xuống nặng nẽ, đi lần lượt từng nhà, không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo. Và vị đó xin ăn chỉ để nuôi thân mạng này, chứ không phải để tham đắm. Nhưng mà cũng có những cái vị tỳ kheo vì cái sự nuôi mạng mà có những cái hành động bất chánh. Ví dụ như là vị đó có cái sự trá thuật, giống như là người ta đến cúng già, vị đó rất là muốn nhận nhưng mà vị đó giả vờ từ chối, và không, ôi, xin nhận cái này làm gì, tu hành cần phải chi túc, không có sử dụng những cái món ngon như thế này, không có dùng những y đẹp như thế này. Thì lúc đấy những cái người khác sẽ đánh giá cao, vị này chân chánh tu tập tốt, sẽ cúng dường vị đó nhiều hơn. Khi cúng nhiều hơn thì vị đó lại nhận, khi cúng ít thì vị đó lại trả vờ từ chối chẳng hạn. Thì đấy cũng là một trong những cái cách gọi là sống ngụy tạng, hay là sống không có chân chánh. Cái sự nuôi mạng như vậy là không chân chánh, hay là vị đó nói những cái lời nói ám chỉ để cho người khác và dâng cúng cho mình những cái mình cần dùng, những cái mình cần thọ nhận. Rồi là hoặc là cái sự câu nợ, như là cho người ta một cái vật nhỏ với cái hy vọng người ta sẽ cho mình những cái vật lớn hơn. Hay là những cái vị đó nói ra những cái pháp, những cái đức hạnh mà mình không có. Ví dụ như là vị đó nói ám chỉ như là mình có những cái pháp thượng nhân, như mình có những cái năng lực thần thông, hay là chứng đắc những cái pháp cao thượng. Vì đó nói dối như vậy để cho người khác người ta tôn trọng, cung kính, cúng dường, thì cái đấy đều là tà mạng. Hay là một cái vị đã đi xuất gia rồi mà còn sống bằng cái đời sống như là buôn bán, như là một cái người thế tục, hay là làm những cái việc xem thiên văn địa lý, hay là những cái việc giống như đi trao đổi ở thế gian, thì những cái đấy được gọi là nuôi sống bằng cái sự tà mạng. Còn nếu như là một cái người chân chánh, tránh xa được tất cả những cái hạ nhiệt đó, để nuôi sống cái thân mình bằng những cái điều chân chánh nhất, thì cái sự nuôi mạng mình thanh tịnh cũng được gọi là một cái giới hạnh. Người mà không có những cái sự kiếm ăn một cách phi pháp, mà kiếm ăn một cách đúng pháp,
thì đó là giới nuôi mạng thanh tịnh. Còn cái pháp giữ giới ở cái mức độ cuối cùng đó là giữ giới bằng cái sự quán tưởng các cái vật mà mình sử dụng hàng ngày. Những cái vật mà mình sử dụng hàng ngày đó là những cái trú xứ, cái chỗ ở của mình, và y phục, cái y áo mà mình mặc trên thân, cái thức ăn và những cái thuốc thực dược phẩm, thuốc men, bốn cái đó. Thì một cái người mà thọ dụng những cái vật dụng đó bằng cái sự mình có cái sự quán tưởng, nhờ quán tưởng rằng là nó chỉ là tứ đại, ví dụ như là một cái người đó quán về cái trú xứ, cái niêu thất của mình đang ở đấy, mình quán nó chỉ là tứ đại thôi, ta thọ dụng cái niêu thất này là chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi mũi mòng thôi, gió sương mưa nắng để tránh những cái thời tiết nóng lạnh, để cái sống độc cư an tịnh để tu tập. Thì cái sự quán tưởng như vậy thì đó là cái sự chân chánh. Còn nếu mà mình, một cái người mà mình không quán tưởng thì mình sẽ luôn luôn có cái nhu cầu đòi hỏi là cái chỗ ở của mình nó đẹp hay là nó xấu, nó rộng hay là nó chật hẹp, và mình có cái nhu cầu đòi hỏi cao đối với cái chỗ ở thì làm cho mình sẽ bị phiền não. Mình luôn luôn có cái sự so sánh giữa mình với người khác nữa. Người ta ở cái nhà tốt hơn, mình ở nhà kém hơn. Còn những người nghĩ là nhà to nhà thấp nó cũng chỉ là đất nước nửa gió, nó chỉ để trên mưa trên nắng, nó không quan trọng. Có cái sự quán tưởng như vậy thì cái người đấy sẽ có cái giới hạnh, không có tham cầu, không có đua đòi. Y phục cũng vậy, chỉ là để che thân, tránh những cái điều hổ thẹn, chứ không phải là để so sánh những y phục về chất lượng tốt hay là chất lượng không tốt, màu sắc đẹp hay là không đẹp. Thì cái người đấy có cái sự quán tưởng về y phục này nó cũng chỉ là tứ đại, bản chất của nó thì không có bất tịnh, nhưng khi nó mặc vào trong thân mình một cái thì nó đã trở nên bất tịnh. Như vậy một cái bộ quần áo mặc vào trong thân mình một lúc mình cởi ra mình đã không muốn mặc lại. Nếu mà không có ai đụng đến thì nó rất là sạch, nhưng mà chỉ cần đụng vào cái thân này cái là nó bẩn ngay. Thì y phục nào cũng như thế thôi, mình mặc vào một ngày hai ngày sau nó đã hôi thối rồi. Thì quán như vậy thì mình sẽ không có tham đắm, không có đắm lụy, không có tầm cầu, không có tham đắm đối với y phục. Thức ăn cũng thế, quán tưởng về cái thức ăn nó cũng chỉ là tứ đại. Bên ngoài thì nó trông nó sạch sẽ như thế, mình chỉ cần đưa nó vào trong miệng thôi mà mình nhả ra một cái là không ai dám ăn, mình chả dám ăn nữa. Nó đã trở thành hôi thối bất tịnh rồi. Quán như vậy thì thức ăn gì nó cũng như thế, nó bất tịnh vào thì nó thành phân. Thì quán nó chỉ là tứ đại bên ngoài để nó nuôi dưỡng cái tứ đại ở bên trong, nhưng nó không có chú trọng là phải thức ăn này phải cao cấp thượng vị hay là hạ vị gì hết, mà chỉ là thức ăn để nuôi thân, để bảo trì cái thân này cho nó được mạnh khỏe, tránh sự tổn thương, để trợ duyên cho cái đời sống tu hạnh phạm hạnh thôi. Thì có cái sự quán tưởng như vậy mình sẽ không có lỗi lầm về thức ăn, cũng như là cái dược phẩm để trị bệnh, chứ mình không phải là để làm đẹp, để chăm sóc cho cái thân béo mập. Có cái sự quán tưởng như vậy thì không có lỗi lầm. Thế thì cái người mà có lỗi lầm khi mà thọ dụng các cái món ăn, đó là với một cái người mà không có đức đại hạnh, không có giới đức, không có đạo đức mà mình thọ nhận cái món ăn đó thì được coi như là ăn cướp. Vì là ví dụ như là một cái người, người ta sống bằng cái tội lỗi, có khi là người ta sát hại, sát sinh hại mà ăn trộm ăn cướp của người khác và để người ta ăn thì đấy là ăn cướp, và ăn như vậy là mắc nợ. Cũng như vậy, nếu mà một cái người tu tập mà mình không có giới hạnh mà mình ăn của đà na thín chí thì cũng giống như ăn cướp. Đó là người ta cúng dường cho cái người mà không có đạo đức, người ta không được công đức phước lành gì cả. Vì vậy nên là với một cái người mà mình đang tu tập có cái sống bằng cái sự cúng dường thì mình phải giữ giới để cho cái người cúng dường đó có được cái phước lành, có được phước báo, có công đức, thì mình mới không mắc nợ. Thì đấy gọi là ăn mà không có đạo đức, không có giới đức thì giống như ăn cướp, còn ăn mà không quán tưởng thì giống như mắc nợ. Trong cái lúc ăn đấy mà mình không quán, mình thọ dụng cái chỗ ở, thức ăn, y phục và dược phẩm mà mình không quán chiếu, không quán tưởng thì giống như là mình đang mắc nợ. Vì cái ngày hôm đấy mình sống trong thất niệm, không có chánh niệm tỉnh giác, không có sự quán như vậy là cái giới hôm đấy nó cũng không có được cao thượng. Nên là vì vậy nên là khi mà thọ dụng cái gì mình cũng phải quán, quán trong lúc mình nhận, quán trong lúc mình dùng, quán trước khi sử dụng, sau khi sử dụng,
đều có thể quán chiếu được hết, chân chánh quán tưởng những cái vật dụng đó để mình không mắc nợ. Còn có những cái bậc thọ dụng như là thọ dụng của thừa tự, đó là những bậc hữu học, tức là những bậc thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, thì những cái bậc đấy cũng đã là một cái mảnh ruộng phước điền cho thế gian, có cái sự thọ nhận thì đem lại cái phước báo lớn cho những cái người cúng dường, cho nên được gọi là thọ nhận như là những cái người thừa tự. Còn chỉ có những bậc vô học như là những bậc nậu tận, đó là các bậc A-la-hán và Đức Phật, thì mới có cái sự thọ nhận các cái vật dụng đó như một người chủ, vì các ngài mới thực sự là một cái mảnh ruộng phước điển tối thượng cho thế gian. Ai mà cúng dường đến các ngài những cái vật dụng đấy thì sẽ được phước lành lớn, sẽ được công đức lớn. Thì đó là cái sự giữ giới trên cái sự quán tưởng về thứ vật dụng như vậy. Thì có bốn cái phương pháp để mà giữ giới cho nó được thanh tịnh, đó là giữ những cái giới mình đã phát nguyện thọ trì bằng cái niềm tin. Mình tin rằng Đức Phật đã chế ra những cái giới này là vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì sự an lạc, vì sự tấn hóa cho chúng sinh, chư thiên và loài người. Cho nên là mình tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật và mình thọ trì cái giới đó. Và mình thận trọng trong cái sự thọ trì những cái giới đó. Thì đó là mình giữ gìn những cái giới mình thọ trì bằng cái đức tin, bằng cái niềm tin vào giáo pháp, vào Đức Phật. Mình giữ cái giới phòng hộ các căn bằng cái chánh niệm tỉnh giác. Một cái người có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ phòng hộ được các căn. Mình không thất niệm, không tán tâm tạp loạn thì mình sẽ có sự chánh niệm tỉnh giác. Vậy nên là một cái người luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác thì cái người đấy, các căn nó sẽ được an tịnh, không ô nhiễm, tịch tĩnh, và không bị những cái ô nhiễm ở bên ngoài nó thâm nhập vào, giống như là giặc cướp không thâm nhập được vào trong nhà, do có những cái người canh gác bảo vệ những cái thành trì, những cái cửa nhà đó. Như vậy những phiền não ở bên ngoài nó không thâm nhập được vào trong tâm mình, do mình có chánh niệm tỉnh giác. Đôi khi các căn nó tiếp xúc với các trần, và khi mình tránh xa được những cái cảnh trần đáng phải tránh xa, không thân cận với lại những cái đối tượng bất thiện, ô nhiễm, thì mình sẽ giữ gìn được cái chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì cái sự hộ trì các căn bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác miên mật hàng ngày. Còn cái sự giữ giới nuôi mãn thanh tịnh cần phải được thọ trì bằng cái sự tinh tấn, bằng cái sự nỗ lực tinh cần, tinh tấn để mà tìm kiếm những cái vật dụng, tinh tấn để mà tìm kiếm những cái thức ăn cho nó đúng pháp, cho nó hợp pháp. Ví dụ như là một cái người tinh tấn đi khất thực, như là một cái người tinh tấn đi làm những cái việc chân chánh, không làm những cái việc bất chánh, thì cái người đấy sẽ thành tựu được cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Vậy thì cái sự nuôi mạng thanh tịnh vì đó cần có cái sự nỗ lực tinh tấn. Cái sự quán tưởng tứ vật dụng, khi thọ dụng những cái vật dùng sử dụng hàng ngày, vì đó cần được giữ gìn bằng trí tuệ. Cái người đó có trí tuệ thì vì đó luôn luôn quán sát, luôn luôn giác sát, để quán chiếu những cái vật mình đang dùng đó, nó là quán chiếu bằng cái nguyên chất của nó là tứ đại, thì mình tỉnh giác quán chiếu nó là tứ đại. Nó là bất tịnh thì mình luôn luôn quán nó là bất tịnh, để mình không tham ái, không đắm nhiễm, không tầm cầu, không tích trữ, không hưởng thụ, không ngã mạn về những cái giới đó, thì cái giới của mình nó sẽ được thanh tịnh. Do mình có trí tuệ, một cái người có trí tuệ thì cái người đấy cũng sẽ có được những cái cách giữ giới phù hợp nhất mà nó không bị rơi vào giới cấm thủ. Như là một cái người mà giữ giới mà rơi vào giới cấm thủ, đó là trong cái trường hợp vì đó giữ giới với cái sự ngã mạn rất là cao, vì đó luôn luôn thấy mình là cao hơn những cái người khác, vì đó luôn luôn nhìn những cái người khác bằng cái ánh mắt khinh bỉ coi thường. Nếu như thấy người khác không giống mình, không giữ giới như mình, và vì đó chỉ thấy mình mới là cao thượng nhất, vì đó nghĩ rằng cái giới này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, vì đó có cái tham ái, có cái tà kiến, có cái dính mắc vào cái sự giữ giới đó. Giữ giới đó không có cái sự thanh tịnh như vậy thì vì đó sẽ rơi vào gọi là giới cấm thủ, chấp thủ vào những cái giới cấm đó, rồi vị đó sống trong phiền não,
với cái giữ giới đó, bị đó ngã mạn cũng là một cái phiền não, tham ái với cái sự giữ giới là phiền não, tà kiến với cái sự giữ giới đó là phiền não, khen mình chê người với cái sự giữ giới đó, sân hận bực tức khinh bỉ những cái người khác thấy họ không giống mình, họ không có giữ giới như mình, thì đấy là gọi là vị đó sẽ rơi vào cái giới cấm thủ, và thì cái điều đó cũng sẽ không tốt. Vì vậy việc cái việc thực hành giữ giới cũng cần phải tránh không rơi vào sự gọi là giới cấm thủ, mà giữ giới là một cái con đường, một cái đạo lộ để cho mình tu tập để thành tựu được cái sự thanh tịnh về thân, về khẩu, về ý, chứ không phải là giữ giới mà mình suốt ngày phiền muội về giữ giới, suốt ngày mình đau lòng khổ sở về cái việc giữ giới, mà giữ giới nó đem đến cái sự thảnh thơi, nó đem đến sự an lạc, đem đến sự tịch tĩnh, đem đến trí tuệ thù thắng, chứ không phải là giữ giới đem đến phiền não. Những cái người nào giữ giới mà bị phiền não chi phối thì đã bị giữ giới cấm thủ. Thì cái sự giữ giới có thể là nó sẽ rơi vào ô nhiễm, mà cũng có khi giữ giới nó sẽ thành tựu được cái sự thanh tịnh. Ví dụ như là một cái người mà giữ giới vì đó không có phạm giới, nhưng mà vị đó có những cái sự ô nhiễm về giới đó. Ví dụ như là vị đó không sát sinh, nhưng mà vị đó vẫn còn đánh đập những cái chúng sinh khác. Vị đó không làm cho chúng sinh đó chết, nhưng làm cho chúng sinh đó đau đớn về thể xác. Vị đó có những cái lời nói làm cho người khác đau đớn về tinh thần. Vị đó có cái sự giữ giới đó là chưa thanh tịnh, tức là vẫn còn cái sự ô nhiễm. Mặc dù hoặc là vị đó không ăn trộm cắp, nhưng mà vị đó luôn luôn có cái sự xin xỏ một cách thái quá, cũng tham cầu một cách quá đáng, cũng đắm nhiễm vào những cái tài sản vật chất của người khác, chỉ muốn nó trở thành của mình. Vị đó dùng nhiều những cái cách thức, những cái xảo thuật để vị đó có được những cái tài sản đó. Đó cũng là một cái sự ô nhiễm, hay là cái giới tà dâm, hay là cái giới mà mình không hành dâm cũng thế. Một cái người có thể là giữ giới là không tà dâm hay không hành dâm đâu, tức là vị đó không hành dâm với cái người nam hoặc cái người nữ đó, nhưng mà vị đó lại thích sờ chạm, thích xúc chạm vào thân thể, nắm tay nắm chân với cái người khác phái đó, thì đó là một cái sự ô nhiễm. Hoặc là vị đó không có cái sự xúc chạm đấy, nhưng mà vị đó thích có cái sự đùa giỡn với những cái người khác phái, hay là vị đó không đùa giỡn nhưng mà vị đó có cái sự thích ngắm nhìn. Người nữ thích nhìn người nam thích nhìn người nữ, thì cái giới đó nó đã ô nhiễm. Hoặc là vị đó không phải là nắm nhìn mà thích nghe ca hát, hay là cái vị đó thích tưởng nhớ lại những cái cảnh mà mình đã có những cái người bạn khác phái từ trước kia, hay là mình nhìn những cái người khác người ta tình tứ với nhau và sinh ra cái tâm tham ái, tham luyến khi mà nhìn những cái cảnh đó, thì đó cũng là một cái sự ô nhiễm. Hay là một cái người đấy giữ giới với một cái ý định, với cái mong cầu rằng trong tương lai mình sẽ được hưởng những cái phước báo ở cõi nhân, cõi thiên này, như mình được sinh lên cõi trời sống với hàng nghìn các vị tiên nữ, thì đấy cũng là một cái sự ô nhiễm. Thì cái sự giữ giới nó có thể là ô nhiễm như vậy. Thì cái người đấy mà muốn giữ giới cho nó được một cách thanh tịnh, thì cái người đấy cũng cần phải giữ giới, tức là chỉ trì và giữ giới tác trì, tức là mình cần phải dừng lại những cái việc bất thiện, nhưng mà mình tích cực làm thêm cả những cái việc thiện, và tích cực nỗ lực làm cho cái giới nó được thanh tịnh, không có để bị thủng giới, đứt giới, bị ô nhiễm giới. Và vì có cái sự chánh niệm tỉnh giác, vì có cái sự nuôi mạng thanh tịnh, vì có cái sự quán tưởng các cái thứ vật dụng nữa, thì cái sự giữ giới đó nó mới được hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái sự giữ giới đó là làm cái nền tảng để mình tu tập về tâm, làm giới thanh tịnh rồi thì mình sẽ tiến lên tu tập làm cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi mình sẽ tiến lên tu tập làm cho cái kiến, cái trí tuệ của mình nó được thanh tịnh, để mình đạt đến cái sự chi kiến thanh tịnh, để loạn trừ được những cái ô nhiễm phiền não ở trong tâm. Thì đó là cái pháp thực hành giữ giới sẽ làm cái nền tảng để mình đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn, giải thoát sinh tử ở trong này vị lai.
Thì đó là cái pháp hành giữ giới làm cái nền tảng để chứng ngộ niết bàn như vậy. Thì đó là hết cái bài pháp về pháp hành giữ giới. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ thưa sư ạ. Xin bật lên phần hỏi pháp ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên các câu hỏi ạ. Câu hỏi từ hành giả Lý. Dạ con thưa sư, con kính thưa sư, làm sao để một người cư sĩ khi đang đi làm ngoài đời có được sự thiện xả trong việc giữ giới về khẩu hành ạ? Giữ giới về khẩu hành thì cái sự giữ giới tốt nhất đó là mình giữ sự im lặng khi cần im lặng và chỉ nói những cái gì đáng nói khi cần nói, và vì đó phải suy xét là mình nói cái gì đó nó có mang lại lợi ích hay không mang lại lợi ích cho cái người nghe. Nếu như cái lời nói đó dù là mình nói đúng sự thật nhưng mà nó không đúng người thì mình cũng không nên nói. Dù mình nói sự thật nhưng mà nó không đúng thời, ví dụ như là cái người này trong cái thời điểm này chưa phù hợp để mình nói thì mình cũng không nên nói. Thì mình, cái người đấy mình cần phải thiện xảo, đó là mình biết đúng cái đối tượng, cái người mà nghe mình nói là ai. Có những cái người mình biết là nói ra nhưng mà người ta sẽ không có chấp nhận thì mình cũng không nên nói, hoặc là mình không tham gia vào những cái hội chúng hay nói chuyện phù phiếm thì cũng là một cái thiện xảo. Thì biết nói đúng thời, đúng lúc, đúng người. Nói có lợi ích, nói có sự thật thì sẽ đạt được thiện xảo trong cái lời nói đó. Dạ con thưa sư, dạ con kính bạch sư, thiền định hỗ trợ cho việc giữ giới như thế nào ạ? Thiền định sẽ hỗ trợ cho việc giữ giới rất là cao. Ví dụ như là một cái người mà muốn giữ giới để tránh những cái lỗi lầm ở thân khẩu ý. Nếu như thì những cái mà nó xui khiến làm cho mình hay khởi lên cái phạm giới, đó là cái tâm phóng dật, là cái tâm năng xăng, mình thích tiếp xúc cảnh này cảnh khác, thì cái sự đó là sự phóng dật. Còn cái sự thiền định là cái mình trói cột cái tâm lại, làm cho cái tâm nó không đi năng xăng, không đi lang thang được nữa, nó không khởi lên cái ý muốn là ta sẽ hướng đến cái cảnh này cảnh kia, không đi tìm kiếm những cái ngoại cảnh để làm niềm vui, mà nó hướng vào nó thấy cái lấy cái sự tịch tĩnh làm niềm vui. Thì cái thiền định nó chế ngự lấy cái tâm phóng dật, cái định tĩnh nó làm cho cái tâm không còn năng xăng phóng dật được nữa. Vậy cho nên là cái người nào có sự thực hành thiền định thì cái người đó sẽ có được cái giới rất là thanh tịnh. Còn cái người nào mà mình không thực hành thiền định thì mình sẽ rất là khó khăn để chế ngự cái tâm phóng dật của mình. Cái tâm nó luôn luôn phóng dật nó, thì dù mình có cố gắng nhưng mà mình cũng không thể đạt đến cái sự thanh tịnh hoàn toàn về thân khẩu được, do mình chưa điều phục được cái tâm. Cho nên là cái người thực hành thiền định vì đó làm cho cái tâm nó thanh tịnh thì những cái hành động về thân khẩu ý nó cũng thanh tịnh theo. Vậy nên là thiền định sẽ là cái nền tảng, nó sẽ làm cho cái việc giữ giới trở nên cao thượng và thanh tịnh rất là nhiều. Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Như Trang ạ. Dạ con kính xin sư chỉ dạy cho con về khái niệm nhất thể ạ. Có phải sự hợp nhất tâm của hành giả với Nimitta chính là miêu tả trạng thái này không ạ? Nhất thể chứ nó chỉ là một cái câu nói mà thôi. Nó là một cái câu Hán ngữ, thì nếu như mà mình dịch ra theo cái nghĩa đen, nhất là một, thể là thân, nhất thể là một cái thân thể, chẳng có ý nghĩa gì. Cái gì nhất thể nhá, cái này nó chưa đủ ý. Cái gì nhất thể, chứ chỉ có mỗi một cái câu nhất thể thì nó không có cái ý nghĩa gì, vô vị vô nghĩa ha.
Dạ, con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, bạch sư, hoặc có ý kiến cho rằng thức uẩn của mọi chúng sinh điều hòa với nhau thành một, chẳng qua do tưởng uẩn sai biệt mà có bản ngã, đó có phải là ý kiến đúng không ạ? Cái này là tà kiến nhỉ? Chúng sinh là vợ theo cái sự vận hành của nghiệp. Người này có cái ngũ uẩn thạ niệt, ngũ uẩn của các cái con vật nó khác nhau. Có những người có những cái ngũ uẩn cao thượng như con người chư thiên, cái ngũ uẩn đấy nó khác. Nhất là về những cái ngũ uẩn của phàm nhân, thánh nhân nó khác. Bậc có những cái tâm cao thượng hạ niệt nó khác nhau, tùy theo cái nghiệp của mỗi chúng sinh khác nhau. Chứ sao lại nói là chúng sinh là đồng nhất thể được, không có cái chuyện đó ha. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con bạch sư, một ý kiến khác thì cho rằng mọi dạng vật chất và tinh thần đều bắt nguồn từ một trạng thái trống rỗng. Trạng thái đó là nhất thể, có nơi gọi là niết bàn. Xin sư phân biệt giúp con các khái niệm này ạ. Cái này là tà kiến nhá, nó không có cái khái niệm này ở trong giáo pháp nhá. Sao lại có cái sự trống rỗng? Từ cái sự trống rỗng ấy lại sinh ra những cái uẩn khác nhau, mà đã niết bàn rồi thì làm sao còn sinh tử nữa? Bởi vì chúng sinh còn cái sự vô minh tham ái chấp thủ này, cho nên là mới cái thân ngũ uẩn nó mới đi luân hồi tái sinh, cái kiếp này sang kiếp khác. Khi nào giác ngộ và diệt trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy thì sẽ chấm dứt cái luân hồi tái sinh, thì lúc đấy mới là niết bàn, chứ không phải là từ niết bàn mà sinh ra sinh tử, mà từ ở trong sinh tử mà đạt đến niết bàn thì có, chứ không có cái trạng thái mà từ niết bàn mà lại là cái nhân của sinh tử được. Cái này là quá mức tà kiến nhỉ. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thanh Tuyền ạ. Dạ, con bạch sư, khi đi trên đường con thấy có cây mình thích ở mọc ở ven đường nên mang về nhà trồng, hoặc có khi tới chùa, tới nhà người khác có bông hoa đụng dưới đất con nhặt mang về cho trẻ ở nhà. Con không biết như vậy có phạm giới trộm cắp không ạ? Giới trộm cắp nó phạm vào khi mà cái cây đó nó có chủ, mà cái chủ đó là con người thì mình phạm. Còn những cái cây vô chủ thì không phạm. Còn nếu mà cái cây có chủ mà mình tự ý mình lấy, mình biết rằng đây là một cái cây có chủ, mình biết cái cây này có chủ, mình khởi cái ý muốn lấy, mình cố tình lấy mà mình đã mang cái cây đó đi khỏi vị trí của nó là mình phạm giới. Còn nếu như mà nó không đầy đủ bốn cái chi đấy thì mình sẽ không phạm năm chi để phạm giới trộm cắp. Dạ, con thưa sư, con bạch sư, có người con có người cậu bị nghiện rượu, khi say rượu thì hay đi làm tổn thương người khác như đánh đấm đe dọa, hay cả những người thân của mình, họ hàng, con không có cách nào giải quyết được, con mong sư chỉ cho con lời khuyên ạ. Thì bây giờ mình chỉ có giấu hết rượu ấy, đừng cho vị đó uống rượu nữa, hết, hoặc là mình có cái cách nào đó mà cai nghiện để cho cái vị đó, để cho vị đó không còn uống rượu nữa. Vị đó bảo khuyên vị đó nên giữ lặng ngũ giới, trong đó có cái giới không uống rượu. Để khi nào mà vị đó chấp nhận cái học giới, vị đó giữ gìn cái học giới đấy thì vị đó sẽ thay đổi. Chứ còn nếu như vị đó không chấp nhận, không có thọ trì, không giữ gìn cái giới uống rượu thì vị đó phải đi theo nghiệp của mình thôi, tạo nghiệp thì sau này vị đó chịu quả báo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quyên ạ. Dạ, con kính thưa quý sư ạ, con xin quý sư rủ lòng thương xót giải các thắc mắc này giúp con với ạ. Khi con đọc và tìm hiểu về điều giới trộm cắp, con đọc nhưng con vẫn chưa hiểu rõ về điều giới này. Con thắc mắc rằng với những người thân như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè ạ, con có thể tự tiện và lấy sử dụng một số tài sản của họ như điện, nước sinh hoạt, tô, chén, bàn ghế của họ mà không cần xin phép, không cần nói với họ được không ạ? Có rất nhiều lúc trước khi sử dụng một số đồ đạc con đã hỏi xin mẹ, ví như con xin mẹ sử dụng bịch sữa mẹ mua. Mẹ con rất khó chịu khi con cứ hỏi xin những câu như vậy. Lại nhà người thân thiết, con cũng hỏi sử dụng đứt máy của người đó, con kính mong quý sư giải đáp giúp con vậy. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Nhưng mà khi mà mình sử dụng chung những cái vật mà được phép sử dụng chung trong gia đình ấy, thì sẽ không phạm giới. Hay là mình có những người bạn thân hay là những người bà con mà mình khi mà mình không xin phép, nhưng mà mình biết rằng là
khi mà mình sử dụng người ta sẽ không có phản đối. Mình biết rằng là cái người đấy có cái sự đồng tình cho mình sử dụng những cái vật của người ta, thì mình sẽ không phạm vào cái giới trộm cắp. Còn trừ khi mà đó là một cái người không có cái sự quan hệ thân thiết gì với mình, hoặc là cái người đó là cái vật mà người ta giữ khư khư ấy, người ta sẽ không có cho ai sử dụng chung. Và mình biết rằng là cái vật này là mình không được phép sử dụng, bởi vì cái vật này người ta sẽ không có đồng tình cho mình sử dụng, mà mình cứ cố tình mình lấy thì mình sẽ phạm tội ăn trộm cắp. Còn nếu như mình biết là mình sử dụng cái vật này người ta đồng tình hoan hỉ thì mình sẽ không phạm giới trộm cắp đó. Thì nó còn tùy theo những cái mối quan hệ của mình, nó tùy theo cái những cái sự tin cậy lẫn nhau giữa mình với người đó, và tùy theo cái tâm ý của mình nữa. Mình chủ động lấy trộm cắp, mình biết rằng là cái người đó không cho mình nhưng mình cố tình mình né núp mình đấy thì phạm giới. Còn còn cũng có trường hợp mà mình sử dụng chung mà không phạm giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Thị ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong ngày thọ bát quan trai giới, Phật tử có được dùng sữa là đồ ăn phi thời phải không ạ? Nếu không được dùng, xin sư giải thích cho con tại sao ạ? Vì con được biết buổi chiều vẫn được uống nước trái cây lọc sạch muối ạ. Thì cái này là được quy định ở trong giới luật mà Đức Phật quy định, là với cái sự không ăn sái thời, tức là mình không ăn những cái mà nó có cái sự nhai nuốt, và những cái một số các cái vật thực thì trong đó nó cũng có cả cái vật thực mà dù là sữa, nhưng mà có một số sữa thì được dùng, như là khi sữa mà đã được chế biến nó thành bơ, bơ nòng, bơ đặc, bơ nòng, bơ đặc là được dùng nữa. Đường, mật ong và những cái nước trái cây ép bỏ hết xác đi, không còn nhai nữa, thì được dùng năm cái thứ đấy thì Đức Phật đã quy định như vậy. Còn đối với trường hợp là một cái người cần phải dùng thuốc thì vị đó sẽ được dùng những cái thực phẩm mà nó thuộc về thuốc để chữa bệnh. Như là có những người có bệnh người ta cần phải dùng đến bột sắn dây, một số những cái thực phẩm mà nó là thuốc thì mới được dùng. Còn lại thì mình phải giữ đúng theo cái như Đức Phật nói là mình được dùng năm thứ đấy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin sư cho con hỏi về việc thực hành lục hòa. Có phải lục hòa được thực hành giữa chư tăng với nhau không ạ? Nếu Phật tử thực hành pháp lục hòa thì có được không và có công đức không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Lục hòa thì đương nhiên là với một cái người nào sống cùng với nhau từ hai người trở lên thì là phải sống hòa hợp với nhau. Sống hòa hợp với nhau ví dụ như là thân hòa không đánh nhau, khẩu hòa không cãi nhau, ý hòa không ghét nhau. Còn là nó thêm một cái nữa để cho mọi người hài hòa nữa, đó là cái sự kiến hòa, tức là cái sự chi kiến nó phải hòa hợp với nhau, là cái người nó cùng một chi kiến, cùng cái sự hiểu biết. Người này có cái sự trí thức hiểu biết gì thì nên chia sẻ với người khác để cùng có cái sự am hiểu giống nhau. Giới hạnh, tức là cùng phải giữ những cái giới hạnh, cùng phải giữ một cái quy định, một cái luật lệ, sống ở trong một cái ngôi nhà mình cũng phải có gia quy, kỷ luật. Thì phải tất cả mọi người cùng giữ với nhau thì mới hòa hợp. Rồi là có cái nợ lộc nợ dưỡng gì mình chia đều cho nhau, mình không có giữ để ăn nòi một mình. Thì cái đấy, cái lục hòa này nó sẽ là một cái pháp mà được sử dụng chung cả ở trong chùa chư tăng. Đương nhiên là khi mà sống cùng với nhau thì đương nhiên là phải giữ rồi, nhưng mà trong các cái gia đình bình thường ấy mình cũng phải áp dụng lục hòa thì cái gia đình đấy mới có hòa hợp, hòa thuận. Có nhiều gia đình người ta hay mâu thuẫn, cãi vã hay là đấu đá nhau bởi vì người ta không biết áp dụng cái lục hòa. Nên là cái lục hòa này sẽ sử dụng hết nhé, cho cả người tại gia, người xuất gia, dù là người cùng đạo Phật hay là ngoại đạo cũng sử dụng được hết, đều đem lại cái sự hòa hợp, những người đấy sống hòa hợp với nhau rồi thì cái hội chúng đấy sẽ an lạc, an ổn, hưng thịnh, lớn mạnh. Nên là tất cả mọi hội chúng đều cần phải thực hành theo lục hòa hết.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con bạch sư, con chỉ giữ 6 giới là ngũ giới và giới không ăn phi thời thì có được không ạ? Hay là chỉ được giữ giới, giữ 5 giới hoặc 8 giới ạ? Giữ mình thọ trì giới nào mình giữ giới đấy. Ví dụ như mình còn đôi khi có những cái người mình không giữ được hết tất cả các giới. Mình có những cái giới mình không thọ trì, mình không giữ gìn thì cũng không sao, mình giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chứ không có nghĩa là mình phải giữ được hết mới giữ. Mà có thể là trong 5 giới mình giữ được 1 giới thì mình cũng giữ. Còn hơn là mình phạm cả 5 giới. Mình giữ được 2 giới thì tốt hơn, giữ được 3 giới, 4 giới hay giữ được cả 5 giới thì càng tốt. Tức là mình tùy theo cái khả năng của mình, có thể giữ được nhiều thì mình thọ trì nhiều, có thể giữ ít thì mình sẽ thọ trì ít. Thì mình giữ được ít thì cái phước nó ít, giữ được nhiều thì phước nó nhiều, giữ được nhiều thì tránh được nhiều tội lỗi, giữ được ít thì tránh được ít tội lỗi. Hoàn toàn là như thế. Nên là giữ được bao nhiêu cũng tốt, chứ không phải là cứ phải giữ hết mới giữ. Còn là không giữ được hết thì mình không dám thọ giới nào là sai nhá. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con bạch sư, người không có tác ý giữ giới nhưng lại giữ giới thì có phước không ạ? Cái người mà không tác ý giữ giới, ví dụ như là cái người đời đôi khi mà người ta cũng tức là cái cuộc sống của người ta không liên quan đến những cái lỗi lầm như là sát sinh trộm cắp ấy, thì cái người đấy sống cũng có những cái đạo đức nhưng mà người ta không có cái hạnh giữ giới, cho nên nó không có cái tăng thượng tâm, những cái tâm cao thượng nó đi kèm đấy. Ví dụ như là người đó chỉ sống một cách thản nhiên như vậy thì người ta cũng không có những cái tội lỗi đấy. Nhưng mà cái người có cái sự giữ giới thì nó đi kèm với cái trí tuệ ở trong đó, nó sẽ cao thượng hơn. Ví dụ như là cái người này mình có cái tác ý là ta sẽ giữ những cái giới này, thì khi mà phạm giới thì vị đó biết mình phạm giới, khi mà không phạm giới vị đó biết mình không phạm giới, thì đấy là một cái tăng thượng giới, hay là nó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ của cái vị đó. Vị đó biết là mình giữ giới như thế này là có công đức, cho nên mình có thể ước nguyện những cái điều cao thượng, như là ước nguyện chứng đắc niết bàn, hay là ước nguyện hưởng những cái phước lành cao quý khác. Thế đấy thì cái người mà mình có giữ giới thì giống như là cái người có tài sản, mình biết là mình có tài sản, mình có phước, mình biết là mình có phước. Chính vì vậy cho nên là mình biết dùng cái phước đó, giữ cái công đức đó vào cái việc gì, mong cầu cái việc gì. Còn cái người mà người ta có tài sản mà người ta không biết mình có tài sản, thì cái người đấy tuy cũng có cái đức, một cái đạo hạnh một cách tự nhiên, nhưng mà có thể nó sẽ không đi kèm với trí tuệ. Nó sẽ làm cho cái người đấy không có những cái ước nguyện cao thượng, như là một cái người có thọ trì giới. Những người có thọ trì giới sẽ cao quý hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chí Tịch ạ. Dạ, con bạch sư, khi một người gặp hoàn cảnh có thể phải phá giới, ví dụ như nói dối, nhưng lại quyết định không phạm giới, thì lộ trình tâm sẽ diễn ra như thế nào ạ? Thì cái sự giữ giới nó thành tựu trong cái lúc đó. Khi mà mình thọ giới không ấy, thì nó vẫn cái giữ giới chưa chắc nó đã thành tựu, mà nó thành tựu khi mà mình đứng trước một cái hoàn cảnh có thể phạm giới, nhưng mà mình chế ngự được cái ý đồ phạm giới đó và khởi lên một cái tâm là cố ý giữ không để phạm, thì cái lúc đấy là cái tư tâm sở nó mới khởi lên, cái tâm cố ý giữ giới đó nó mới khởi lên, thì công đức nó sinh ra từ đó, nó sinh ra từ cái sự mà mình cố tình giữ giới đó. Vậy thì cái người thì cái lúc đấy nó mới thành tựu, và đấy mới là cái sự giữ giới. Chứ còn nếu như mà mình thọ trì, mình nghĩ rằng nếu như mà không có cái mình không gặp cái mình gặp cái hoàn cảnh thuận lợi đó là không liên quan gì đến giới này, mình sẽ giữ. Còn khi nào mà cần phải xả giới, khi nào cần phải phá giới mình sẽ phá giới, thì cái người đó giữ giới cũng như không. Tức là mình chỉ thọ trì khi mà mình không gặp những cái hoàn cảnh là sẽ phạm giới thôi, còn khi gặp hoàn cảnh phạm giới mình sẽ phá giới. Thì cái người đó thọ trì giới chẳng có lợi ích gì, chẳng có giới hạnh gì. Mà cái người đó có giới hạnh hay không là khi người ta gặp cái hoàn cảnh đáng phạm giới, mà người ta có phạm giới hay không, người ta cố tình không phạm giới, thì lúc đấy giới nó mới thành tịnh.
Vậy thì cái lúc ấy mình mà đứng trước cái hoàn cảnh là nói dối, nhưng mà mình khởi lên cái ý là cố tình không nói dối, thì lúc đấy thì cái giới không nói dối nó mới thật sự là có. Dạ con bạch sư ạ, thế nào là giữ giới nhưng đi kèm với tà kiến ạ? Thế nào là giữ giới đi kèm với chánh kiến ạ? Giữ giới mà đi kèm với tà kiến, ví dụ như là cái vị đó ngã mạn, là ta giữ giới đây còn người kia không giữ giới, thì lúc đấy nó khởi lên cái ngã mạn đó thì là nó đi kèm với tà kiến, với ngã mạn. Còn hay là ví dụ như là vị đó giữ giới mà vị đó có cái sự tham ái dính mắc với cái việc giữ giới đó, thì cái vị đó cũng sinh ra cái sự tà kiến. Ví dụ như là khi mà vị đó giữ giới nhưng mà vị đó nghĩ rằng là chỉ cần giữ giới ta cũng chứng được niết bàn, thì đó là tà kiến nặng nha. Hoặc là vị đó nghĩ rằng chỉ cần giữ giới này thôi, ta không cần tu cái gì khác, ta chỉ cần giữ giới thôi, ta sẽ thành Phật, ta sẽ chứng quả A-la-hán, ta sẽ sinh về được cõi Phạm Thiên. Vị đó có những cái suy nghĩ sai lầm như vậy. Tức là việc giữ giới thì nó là cái tâm thiện dục giới, nó chỉ đưa lại những cái phước ở cõi dục giới. Còn mình phải tu tập những cái tâm cao thượng hơn, cái tâm siêu thế thì nó mới đạt được những cái quả vị siêu thế. Nhưng mà cái vị đó nghĩ rằng mình chỉ giữ giới mình sẽ đạt được sự siêu thế, thì đó là giữ giới đi kèm với tà kiến. Còn nếu mình biết là giữ giới này nó tránh những cái nỗi lầm và thành tựu được cái công đức ở cõi dục giới, thì mình hiểu đúng cái sự thật như vậy thì là giữ giới đi với chánh kiến. Dạ con bạch sư ạ, đâu là nguyên nhân giúp một người phát triển tâm giữ giới ạ? Nguyên nhân gì? Dạ con bạch sư ạ, đâu là nguyên nhân giúp một người phát triển tâm giữ giới ạ? Thì thứ nhất là cái người đó có đức tin, mình tin rằng là có nghiệp và quả của nghiệp. Mình biết rằng là những cái hành động bất thiện sẽ để lại cái quả báo bất thiện. Thì cái người ấy trước tiên là phải có cái niềm tin ra, hoặc là cái người đó có trí tuệ, có cái sự suy xét về những cái hành động mà nỗi lầm đó sẽ đưa đến những cái tội lỗi. Hai nữa là vị đó có cái sự biết hổ thẹn, biết ghê sợ những cái điều đó. Từ cái niềm tin, từ cái trí tuệ đó thì mình mới suy xét ra, thì mình mới cảm thấy ghê sợ khi mà phạm giới. Mình suy nghĩ đến những cái đọa xứ địa ngục do những cái chúng sinh sống với ác giới, mình thấy cái sự cao thượng của sự chứng ngộ niết bàn do cái sự tu tập về giới, thì mình có suy xét như vậy, thì đó là cái nguyên nhân của cái việc giữ giới. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Minh ạ. Dạ con bạch sư, vai trò của như lý tác ý trong việc giữ giới là gì ạ? Thì tất cả mọi cái mình đều phải như lý tác ý, như lý tác mình tác ý đúng với lệ pháp. Ví dụ như là mà một cái người giữ năm giới thì cái vị đó có cái sự giữ gìn, tức là có cái sự thận trọng giữ gìn. Ví dụ như là cái người đấy khi mà gặp một cái hành động là mình sẽ sát sinh, thì cái vị đó tác ý ngay là sát sinh này là phạm giới, là phá giới, là sẽ làm tội lỗi, và mình cần phải cố ý tránh không sát sinh. Bởi vì không sát sinh là mình sẽ giữ được cho cái giới của mình nó được thanh tịnh, nó không có bị đứt giới. Thì mình tác ý như thế cho nên mình quyết tâm, mình cố ý giữ giới. Khi mà mình đứng trước một cái hoàn cảnh là mình sẽ có cái vật của người khác rất dễ dàng mình có thể lấy được, nhưng mà lúc ấy mình tác ý, mình như lý tác ý là lấy vật của người khác là trộm cắp, là phá giới. Còn nếu như mình giữ gìn cái hành động này, mình không lấy của người khác, thì đó là như lý tác ý, và mình sẽ giữ giới nhờ cái sự như lý tác ý đó. Thì tất cả các cái giới khác cũng vậy, khi mà mình đứng trước cái hoàn cảnh mà mình có thể phạm giới, nhưng mà mình đã tác ý đúng mà mình tránh được những cái sự phạm giới đó, thì đó là như lý tác ý của giữ giới. Dạ con bạch sư ạ, tìm hiểu về giới để soi mói người khác thì ảnh hưởng như thế nào đến việc tu tập ạ? Cái việc mà mình cứ đi đọc sách xong là mình tìm hiểu về giữ giới,
xong là mình đi quan sát xem người khác có giữ giới hay không, rồi mình thấy người ta có một cái nỗi lầm nào đấy, rồi mình đi nói xấu thì mình sẽ tạo ra cái khẩu nghiệp, tự mình sẽ tạo ra cái khẩu nghiệp rất là nặng. Cái khẩu nghiệp đó cũng khá là nặng vì mình luôn luôn đi soi người khác nhưng mà mình không thực hành giữ giới, mình không cao thượng hơn mà mình lại đi soi mói những cái người mà người ta đang giữ giới. Nhưng mà tất cả những cái người giữ giới, dù cái vị đó có giữ giới đến mức độ như thế nào thì cũng có thể có những lúc vị đó sẽ phạm những cái nỗi lầm hoặc là cái sự vô tình hay là cố ý giữ giới. Cái sự phạm giới nó có nhiều nguyên nhân, có thể là vị đó vô tình mà phạm giới, có thể vị đó cố ý phạm giới, có thể vị đó giữ được những cái giới quan trọng nhưng mà vị đó sẽ không có giữ được những cái giới nhẹ, những cái giới khinh. Thì chỉ những người rất là cao thượng, rất là hoàn hảo mới có thể giữ giới được một cách cao thượng, hoàn hảo, trọn vẹn thôi. Ngay đến cả những bậc A-la-hán đôi khi vẫn còn có những phạm giới. Nếu như một cái người mà hay cứ đi suy xét, rằng là đi soi mói chỉ trích như vậy, có thể mình sẽ xúc phạm đến cả những bậc thánh nhân. Kể cả những bậc thánh nhân vẫn còn có những lúc phạm giới. Và đó là cái nhân mà cái vị đó có thể bị đọa xuống địa ngục, hoặc là vị đó sẽ không bao giờ thành tựu được những pháp thượng nhân. Một khi mà vị đó xúc phạm mà đến một cái bậc cao thượng hơn mình, dù người ta giữ hơn mình một giới, người ta cũng cao thượng hơn, mình xúc phạm như vậy thì nó sẽ làm cái chướng ngại cho cái con đường tu tập của vị đó, tức là vị đó đời sau sinh ra tu tập luôn luôn gặp chướng ngại, và vị đó có thể bị quả báo nhãn tiền trước mắt ngay nếu như mà vị đó xúc phạm đến một cái bậc mà có cái giới đức cao. Nhưng mà còn đôi khi cái sự vị đó đi nói những cái nỗi của những cái người mà người ta ác giới, người ta phá giới, người ta sống ví dụ như là cái vị đó là Phật tử mà không giữ những cái giới của người Phật tử, là người xuất gia mà không giữ những cái giới của người xuất gia, mà người ta làm những cái việc quá là tội lỗi, thì có thể là có những cái sự chỉ trích không có nỗi lầm mà có những cái sự chỉ trích có nỗi lầm. Ví dụ như chỉ trích những cái người đáng chỉ trích thì không có nỗi lầm, còn nếu mình chỉ trích những cái người không đáng chỉ trích sẽ có nỗi lầm. Nên là cái này nó còn tùy từng cái hoàn cảnh, từng cái trường hợp mà nó sẽ sinh ra những cái nỗi lầm khác nhau. Dạ con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ con bạch sư, tại sao gọi bậc thượng lưu là hoàn hảo về giới ạ? Bởi vì một cái bậc mà chứng được sơ quả dự lưu ấy, thì cái vị đấy sẽ có trong cái tâm siêu thế, nó có cái tâm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là cái vị đấy sẽ tự động thành tựu được cái chánh ngữ, tức là vị đó không bao giờ khởi lên được cái tâm cố tình nói dối được. Có được cái sự chánh nghiệp, tức là vị đó không bao giờ cố tình tạo những cái ác nghiệp ở nơi thân khẩu ý. Nó có trong cái tâm siêu thế, nó có cái tâm chánh nghiệp, chánh mạng, tức là vị đó không bao giờ cố tình nuôi sống bằng tà mạng. Vì vậy cho nên là vị đó thành tựu được cái giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, dù cho vị đó có tái sinh đến kiếp sau, vị đó sinh ra, vị đó cũng không mất những cái giới đó, vị đó cũng sẽ tự động giữ giới một cách rất là tự nhiên, dù không ai giáo dục, không ai dạy bảo, không cần phải thọ chỉ. Vị đó tái sinh trong 7 kiếp sau thì vị đó vẫn luôn luôn có cái sự giữ giới đó một cách tự nhiên. Thì cho nên là cái đấy nó gọi là cái sự trừ sơ quả mà đi là sẽ có cái sự hoàn hảo về giữ giới. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ con bạch sư, thiền niệm giới là thực hành như thế nào ạ? Nó thuộc loại thiền gì và có phước báu gì với việc tu tập niệm thiền này ạ? Pháp thiền niệm giới cũng là một trong những cái pháp thiền định, trong những cái pháp thiền mà đạt đến cận hành định, làm cho tâm nó được thanh tịnh và hoan hỷ việc giữ giới đó. Ví dụ như là một cái người đó có giữ giới, mình thọ trì năm giới hay bát quan trai giới, hay là vị người xuất gia thì thọ trì những cái giới của người xuất gia, sau đó mình tưởng niệm lại cái giới đó, mình nghĩ lại đến những cái giới mình đang thọ trì đó, mà nó còn nguyên vẹn thanh tịnh, chưa phạm giới nào, và mình
khởi lên cái sự hoan hỷ đối với cái sự giới đó. Mình tưởng niệm rằng là quả thật các giới mà ta đang thọ trì không có bị đứt. Cứ niệm niệm như thế, các giới mà ta đang thọ trì đây không có bị đứt. Và mình cứ niệm niệm như vậy thì dần dần cái tâm mình nó cũng đạt được cái sự nhất tâm và cái sự thanh tịnh. Do cái sự nhất tâm đó mình đạt được cái cận hành định, sẽ đạt đến cận hành định. Giống như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đấy là những cái pháp tùy niệm. Đấy là tùy niệm giới. Thì cái người mà có cái sự tưởng niệm giới, thực hành thiền niệm giới như vậy thì cái vị đó sẽ có cái sự tinh tấn giữ giới, hoan hỷ giữ giới. Và cái vị đó sẽ có cái sự giữ giới nó thanh tịnh hơn, nó có cái sự chủ động hơn đối với những người mà không thực hành giữ giới. Thì đôi khi mình sẽ bị phóng dật và nó sẽ phạm giới. Còn những người mà niệm giới thường xuyên như vậy thì cái giới nó sẽ được ghi nhận cao hơn, nó có cái chánh niệm tỉnh giác cao hơn, thì cái người đấy sẽ giữ giới một cách cao thượng hơn. Và đó nó cũng là một cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện đó nó cũng có thể làm nền tảng để mình tu tập những cái pháp thiền cao hơn nữa. Rồi cũng là cái con đường thanh tịnh tâm để sau này mình vẫn cần phải hướng lên thực hành những cái pháp thiền quán nữa, chứ mình không có dừng lại ở cái đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chu Nguyễn Đức ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền khoảng từ phút 25 trở đi, lưng đau lắm ạ, nên không thể ngồi lâu, đáng lắm thì mới chỉ được ngồi được 40 phút ạ. Ngồi thiền một lúc, khoảng 10 phút thì thấy phía sau đầu hơi nặng, mát hoặc ấm, thì có sao không ạ? Dạ, nếu như mà ngồi đến cái giờ đấy mà cảm thấy nó đau nhức thì mình sẽ đổi tư thế, đổi chân đi là nó sẽ đỡ đau. Hoặc là khi ngồi thì mình kiếm cái mền cho nó êm, ngồi làm sao đó mình điều chỉnh cái thế ngồi, cái đệm kê làm sao cho nó thích hợp nhất thì nó sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi đau thì mình cứ đổi tư thế nó sẽ hết đau. Nếu mình còn để cái tâm nó nhận biết những cái cảm thọ ở phía sau đầu như vậy thì nó hơi căng thẳng, do mình ngồi mình chăm chú quá, mình tập trung mạnh quá cho nên nó sinh ra những hiện tượng đó. Thì nên để cho cái tâm nó nhẹ nhàng hơn, nó tự nhiên thoải mái hơn, ngồi thiền mà giống như là mình đang ngồi nghỉ ngơi, ngồi thư thái, ngồi thanh thản, để chánh niệm nhẹ nhàng thì nó sẽ có cái sự hỷ lạc khinh an, và càng ngồi mình càng cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc hơn. Còn nếu mình ngồi mình cứ chú tâm nhìn chằm chằm thì nó sẽ nhanh mệt mỏi, căng thẳng ở trên thân, mình sẽ không ngồi được lâu. Nên là phải biết cách quân bình cái sự chú tâm lại thì nó sẽ có cái chất lượng kết quả cao hơn. Dạ, con thưa sư, vẫn câu hỏi từ hành giả Chu Nguyễn Đức ạ. Dạ, bạch sư, nếu tham gia học thiền ở chùa thì có phải quy y Tam Bảo không ạ? Vì con là người Công giáo, Thiên Chúa giáo, liệu có thể chỉ quy pháp được thôi được không ạ? Vẫn được. Thực ra cái sự hành thiền là cái sự tu tập về tâm, thì ai cũng có tâm hết. Người theo tôn giáo nào, theo chủng tộc nào, theo một bất cứ một cái người nào, mình cũng có tâm thì mình tu tâm. Thì cái pháp thiền mà Đức Phật dạy thì cũng là để cho mọi người quay về tu tâm thôi. Cái người mà đang thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì giống như là mình học vị thầy thì mình kính trọng vị thầy thôi, thì đều được, không sao hết, mình vẫn có thể đến chùa thực hành thiền được, và cái sự sinh hoạt đều bình đẳng như nhau, không phân biệt về tôn giáo, không phân biệt về quốc độ gì hết, ai cũng tu được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con rõ thêm về giới bị ô nhiễm do sinh sỏi thái quá được không ạ? Vì mình có cái sự tham cầu ấy, thì mình ví dụ như mình đòi hỏi mình xin xỏ quá nhiều. Ví dụ mình không ăn cắp nhưng mà mình cứ đến mình xin được cái này rồi lại xin đến cái kia, rồi mình làm phiền nhiễu những cái người thí chủ người ta cho mình đó,
Thì đó cũng là một trong những cái mà nó ô nhiễm, mặc dù là mình không có chủ động lấy trộm cắp, nhưng mà mình có thể là dùng những cái biện pháp khác để mình lấy được cái tài sản của người ta, bằng cái cách đó là mình ép người ta phải cho mình, ví dụ như là không cho thì mình đi nói xấu, mình lêu ra, mình nói xấu người ta để người ta phải cho, hoặc là mình đến lịnh hót, lịnh bợ người ta, mình tâng bốc người ta lên, xong rồi sau đó mình xin những cái vật mình cần, hoặc hơn là mình nói dối là mình là một cái bậc có những cái đức độ rất là cao quý cao thượng, để cho người ta tôn trọng mình, để cho người ta biếu mình những cái vật cần phải biếu, thì những cái đấy nó không phải là hành động trộm cắp, nhưng mà nó cũng đồng với một cái, nó gần gần giống như là trộm cắp, cho nên đó là một cái sự ô nhiễm của trộm cắp. Dạ, con kính bạch sư ạ, hiện nay đã hết các câu hỏi ạ. Có ai hỏi gì nữa không? Trong này hỏi gì nữa không? Người trên Zoom không còn ai hỏi gì nhé. Dạ vâng ạ. Thì không ai hỏi gì nữa thì kết thúc bài pháp, mọi người hồi hướng nha. Dạ con thưa sư, con vừa thấy có bàn tay từ hành giả Mão Phạm ạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Mão Phạm. Sư ơi, con muốn con bạch sư, con bạch ban tổ chức. Sư ơi, con muốn hỏi rằng là con rất muốn mời một vị về nhà con để thuyết pháp cho ba mẹ con nghe đấy. Thế nhưng mà ba mẹ con nhất định không đồng ý. Mà bây giờ con để nói rằng con từ chối lại vị kia thì con có bị phạm lỗi không ạ? Vì bằng dù vị đó đã là một tỳ kheo ạ. Không 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 phạm lỗi nhá, thì cái đấy nó là mình đâu có nói dối gì đâu mà phạm lỗi, thì mình thỉnh mời nhưng mà nó không hợp thời, nó không có phù hợp thì mình chỉ nói lại thôi, mình cứ nói đúng với sự thật như thế thì không có phạm lỗi gì hết. Dạ vâng ạ, cảm ơn sư ạ, cảm ơn sư ạ.